Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Khúc Cá Bống Tựa đề là Chồng Đánh Chết Tươi Và câu chuyện thứ hai Ngôi Nhà Ma ở Đà Lạt của tác giả Ngô Đồng Mời tất cả quý vị đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây Ở một góc phố một cửa hàng tạp hóa nhỏ đang treo biển xeo toàn bộ để trả mặt bằng hai ông bà nghĩa trang ngồi thẫn thờ sau quầy tính tiền đôi mắt đượm buồn thỉnh thoảng bà trang lại thở dài một hơi vậy là cố gắng nửa đời người của ông bà cứ vậy mà mất đi làm thuê làm mướn cả hơn chục năm trời hai vợ chồng cố lắm mới gắng gượng mở được cái cửa hàng tạp hóa nhỏ này cuộc sống ông bà cũng gọi là đủ ăn đủ sống vậy bật đùng một cái suy thoái kinh tế nổ ra khiến hai ông bà lâm vào cảnh lao đao gắng gượng cố trụ cửa hàng cả nửa năm trời chẳng những không cứu được mà hai ông bà còn âm cả vào vốn cực chẳng đã sau khi bàn bạc với nhau hai vợ chồng quyết định trả lại mặt bằng dùng chút vốn còn sót lại về quê sinh sống chứ cứ gắng gượng thế này không khéo lại mất hết tất cả Ai vợ chồng mình thì chẳng sao, chỉ thương cho cái Quỳnh. Trước giờ sống ở đây quen rồi, rồi việc học hành của nó nữa. Bà Trang thở dài hết hơi này rồi lại đến hơi khác. Ngồi bên cạnh bà, ông nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ông bà chỉ có độc cô con gái duy nhất, năm nay con bé lên lớp 11 rồi. Quỳnh xinh xắn lại học giỏi ngoan ngoãn, là niềm tự hào của hai ông bà khi biết tin gia đình mình thua lỗ phải chuyển về quê sinh sống cô bé cũng buồn lắm nhưng nó cũng hiểu được khó khăn mà bố mẹ đang phải đối mặt nên bề ngoài quỳnh vẫn luôn cố tỏ ra lạc quan thậm chí là an ủi động viên bố mẹ cố gắng vượt qua thương con nhưng ông bà nghĩa trang cũng chẳng làm gì được sau khi thanh lý toàn bộ cửa hàng mất chừng nửa tháng cả gia đình quyết định khăn gói trở về quê ông nghĩa để sinh sống nói là quê nhưng thật ra cũng hơn chục năm rồi ông bà cũng chẳng về đây bố mẹ ông nghĩa mất sớm người thân cũng chẳng có ai ở đây có chăng vẫn còn một vài người họ hàng cũng coi như là trốn quen biết cũng may gia đình được một người họ hàng giúp đỡ họ làm ăn xa nên có một căn nhà dưới quê để chống cho vợ chồng nghĩa trang ở nhờ trong thời gian tìm mua nhà hằng ngày bà trang đi chợ sớm bán đồ linh tinh còn sót của cửa hàng trước đó chưa về cơm nước cho con bé quỳnh đi học về ăn ông nghĩa thì người ta thuê gì làm nấy thỉnh thoảng không có việc thì lại đi loanh quanh xem đất hỏi nhà bỗng một hôm khi bà trang đang lúi húi nấu cơm dưới bếp thì thấy ông nghĩa phóng vội về trên mặt vẫn còn mướt mồ hôi vì nắng nóng nhìn thấy bà trang đang ngẩn tỏ te ra nhìn mình Ông Nghĩa hổ hởi cười lớn. Tìm được nhà rồi mình ơi, ở xóm bên cạnh, nhà ngay mặt đường làng, bên trong còn có thêm một mảnh vườn nhỏ mà giá chỉ có 200 triệu, vừa hay mình để lại được chút vốn mà làm ăn. Bà Trang nghe chồng nói thì giật mình, có chút hoài nghi. Nhà mặt đường này, đất lại rộng mà chỉ có 200 triệu. Bà hỏi lại chồng bằng giọng không tin. Ông có chắc nghe đúng không vậy? Chứ đất thổ canh cũng chẳng có giá như vậy Yên tâm tôi hỏi kỹ lắm rồi Có sổ đỏ đàng hoàng Mình cứ qua xem Không ưng thì cũng có mất mát gì đâu mà Chỉ có điều tôi nghe mấy người xung quanh nói Thấy chồng đang nói dở lại thôi Bà Trang khó hiểu hỏi lại Nói làm sao? Tôi nói mà Nhà nó có vấn đề gì thì mới bán rẻ như thế Cuộc ngon đã chẳng đến phần mình Nhìn chồng lắc đầu thở dài Bà Toàn quay trở lại bếp nấu nốt, nồi rau, thì ông Nghĩa nói với từ phía sau. Nói là cái nhà nó cũ quá rồi, chắc phải tu sửa lại đôi chút. Tôi chưa nói xong mà bà đã đoán xong rồi. Ông Nghĩa lấp liếm cho qua. Suy đi tính lại thì ông nghĩ không nên nói lại với bà Trang chuyện đó. Dẫu sao nó cũng chỉ là lời đồn thổi linh tinh, chẳng có căn cứ. Suy nghĩ đôi chút bà Trang gật đầu, Thôi thì cứ qua xem thử coi sao. Biết đâu gia đình được trời thương mà thực sự kiếm được ngôi nhà giá tốt. Vừa hay lúc đó Quỳnh cũng đi học về, nhìn con bé vô tư tươi cười chào bố mẹ. Bà Trang không khỏi xót xa. Hy vọng quyết định trở về đây sinh sống của vợ chồng là đúng, để ông bà có thể chú tâm làm kinh tế, ổn định cuộc sống. Sau khi cầm nước xong xuôi, hai vợ chồng Nghĩa Trang ngồi lại bàn bạc với nhau cuối cùng chốt lại sẽ đi xem nhà ngay trong ngày hôm nay. Ông Nghĩa rút điện thoại ra hẹn với bên môi giới cùng đến xem vào lúc 4 giờ chiều. Trong lòng đôi vợ chồng già đều phấp phới lên hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Đúng 4 giờ chiều, cả hai vợ chồng bắt đầu xuất phát đến nơi hẹn. Vừa hay chiều nay Quỳnh cũng không có lịch học. Nghe bố mẹ nói đi xem nhà, còn bé nhất quyết muốn theo đi cùng. Ê, hey, cái con bé này, nắng nồi như vậy theo đi làm gì cho cực hả con? Lắc đầu cười khổ, ông bà chỉ đành đưa cả Quỳnh đi theo. Trên đường đi, Quỳnh tưởng tượng rất nhiều về ngôi nhà mới. Cô bé hy vọng đó sẽ là một ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Bên trên là một hàng hoa giấy thơ mộng như cô vẫn thường đọc trong những tiểu thuyết ngôn tình. Đến nơi, Quỳnh ngẩn ra vì thất vọng. Trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ ba gian lụp sụp. Phía trước nhà, gạch ngói đổ đạc vứt ngổn ngang như một bãi chiến trường. Người hẹn với ông Toán là một thanh niên còn khá trẻ, mặt quắt tay rơi trông có phần không thật thà. Như đoán được tâm lý của mọi người, hắn tươi cười nói ngay. Nhà này chủ đi làm xa, lâu lắm không có người ở nên mới bừa bộn như vậy. Với lại anh chị xem, dù không có nhà thì 200 triệu mua được mảnh đất thế này vẫn là quá hời. Nhà này sửa sang lại tí vẫn có thể ở tạm. Sau này có điều kiện thì đập đi xây mới lại sau cũng được mà. Hai ông bà Nghĩa Trang nghe vậy thì đều gật đầu. Họ hiểu những gì tên này nói là sự thật. Cho dù chỉ là một mảnh đất trống thì với giá đó cũng là quá hời cho họ rồi. Chỉ tội cho Quỳnh, căn nhà sự thật khác xa với những gì con bé tưởng tượng. Đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà. Quỳnh nghĩ thầm trong lòng. Thời tiết bên ngoài nóng bức là thế, vậy mà vừa mở cửa bước vào mọi người ai cũng đủ mình ớn lạnh. Bầu không khí u ám lạnh lẽo như bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Căn nhà khiến họ cảm thấy bí bách, ngột ngạt vô cùng. Không hiểu vì sao Quỳnh cảm thấy ngôi nhà này có chút đáng sợ. Cảm giác như có một đôi mắt bất thiện tồn tại trong căn nhà, đang nhìn chằm chằm vào mọi người từ trong bóng tối. Mọi người bước vào gian giữa, cũng là phòng khách của ngôi nhà. Một mùi ẩm mốc sọc thẳng vào mũi họ, bụi bặm mảng nhẹn răng đầy trong nhà, giống hệt những căn nhà ma trong những phim kinh dị. Khắp căn phòng đồ đạc nằm la liệt trên mặt đất, bên trên được phủ một lớp bụi dày. Quỳnh đưa mắt nhìn về hướng gian phòng bên trái, cánh cửa gỗ gian trái đã bung bản lề, vẹo hẳn sang một bên. Bỗng Quỳnh sững người. Cô bé nhìn thấy lấp ló đứng đằng sau cánh cửa là một người đàn bà, mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc dài xõa tung che kín gần hết khuôn mặt. Không biết bà ta đứng đó từ lúc nào, dưới mớ tóc rối bù, đôi mắt bà ta lộ ra trắng giá, trợn lên nhìn về phía mọi người đầy hằn học. Quỳnh sợ hãi hét lên trốn sau lưng ông Nghĩa, con bé run đẩy chỉ về phía gian bên trái, Mồm lắp bắp. B bố mẹ ơi, bên đó, bên đó, có bà nào mặc đồ trắng trông ghê lắm? Nghe con gái nói vậy, mọi người đều giật mình nhìn qua hướng Quỳnh vừa chỉ. Trong một khoảnh khắc, tên thanh niên có đất kia dường như có chút trột dạ. Mặt hắn tái mét đầy kinh hãi. Ông Nghĩa bước đến hướng con gái chỉ nhìn quanh. Chỉ thấy phía sau cánh cửa lúc này có một tấm đi đô đang đung đưa nhẹ nhẹ có lẽ trước đó nó là màu trắng nhưng theo thời gian nó dần chuyển qua màu cháo lòng bẩn thỉu rách tưới trời ơi cô bé chắc cháu nhìn nhầm tấm đi đô kia đúng không làm chú giật cả mình khi mọi người còn đang mải ngẩn ngơ tên thanh niên tiến đến kéo manh tấm đi đô sang một bên cười cười nói quỳnh rồi mắt nhìn kỹ lại chỗ người phụ nữ kia đứng khi nãy lúc này quả thật chỉ là một chiếc rèm rách nhưng khi đó cảm giác rất thật Ánh mắt của bà ta nhìn mọi người trông đáng sợ vô cùng Sau khi tham quan một vòng quanh nhà Mọi người tiến đến mở cánh cửa ngách bước ra đằng sau nhà Phía sau nhà là một khoảng sân khá rộng Tiếp nữa là một mảnh vườn nhỏ Vì đã lâu không được dọn dẹp Nên xung quanh cỏ dại mọc cao đến quá nửa thân người Nghe thấy tiếng đồng Phía dưới đám cỏ không ngừng phát ra từng tiếng loạt soạt bỏ chạy Nhìn chung với giá 200 triệu có thể mua được miếng đất như thế này là quá hời. Tuy nhiên nghĩ đến việc dọn dẹp sửa sang lại ngôi nhà, khiến ông bà Nghĩa Trang không khỏi đau đầu. Quỳnh từ lúc gặp phải chuyện lạ trong nhà thì luôn cảm thấy sợ hãi. Con bé không muốn phải sống ở đây tí nào. Bố, mẹ, hay là mình về đi, con không muốn ở đây đâu. Nghĩ rằng Quỳnh che ngôi nhà này xấu quá nên không muốn ở. Ông Nghĩa cười xòa. Xoa đầu con gái ông nói à, Yên tâm Dọn về ở bố sẽ sửa sang lại Trang trí cho con một phòng ngủ thật đẹp Chịu không? Ông nghĩa là ưng cái bụng ngôi nhà này lắm rồi Trong lòng vui phơi phới Đang nghĩ đến cảnh sẽ sửa lại ngôi nhà này như nào Sắp xếp đồ đạc ra sao Nhà lại ngay đường làng Ông sẽ mở một quán tạp hóa nhỏ nhoi Cho bà Trang quản lý Còn mình thì đi làm thuê làm mướn bên ngoài Thấy bố nói vậy Quỳnh cũng không tiện nói thêm Xem hết một lượt cũng đã gần 6 giờ tối Bước ra khỏi ngôi nhà Mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau Không hiểu vì sao tên cỏ đất cứ liếc trộm về phía ngôi nhà Trong đôi mắt hắn Ánh lên vẻ sợ hãi dè chừng Trở về Quỳnh luôn cảm thấy bất an Bà Trang trước đó đã bắt được ánh mắt lén lút nhìn lại Của tên cỏ đất Khiến lòng bà có chút băn khoăn chỉ có ông nghĩa là trong lòng hớn hở ông Đình ninh chắc chắn mình vớ được mối hời trời ban nghĩ đi nghĩ lại bà trang thở dài quay qua nói với ông nghĩa ông này tôi thấy mình nên cân nhắc cẩn thận mua nhà không phải là chuyện nhỏ chưa rẻ quá tôi cũng hơi lo hơn nữa nhìn mặt cậu thanh niên đó tôi thấy thuộc kiểu người không thật thà tôi sợ miếng đất này có vấn đề không ạ nghe bà trang nói vậy ông nghĩa cười xòa gạt đi Ôi dạo bà cứ khéo lo Cứ sổ đỏ đàng hoàng là mình chiến Mình mà không nhanh không khéo người ta mua trước Lúc đó lại tiếc đứt ruột ra Thấy chồng mình cương quyết như vậy Bà Trang cũng chẳng tiện nói thêm Ngầm đi ngấm lại thấy cũng phải Thôi thì có gì mai tính sau vậy Cầm nước xong xuôi Quỳnh về phòng học bài Hai ông bà Nghĩa Trang cũng lên giường đi nghỉ sớm Mệt mỏi cả một ngày rồi Mai cũng còn nhiều việc quan trọng phải làm nữa. Nửa đêm trong cơn mơ màng, bỗng bà Trang thấy mình đang đứng ngay trước cửa của ngôi nhà bà mới mua qua xem lúc chiều. Nhưng khác chút là ngôi nhà trông có vẻ mới hơn đôi chút. Đẩy cửa bước vào, bà Trang nhìn ngó xung quanh. Cả căn nhà chìm vào trong một màu xám u ám. Trong nhà đồ đạc bị đập phá, vỡ vụn văng khắp nơi. Trong góc nhà, một người đàn bà đang ngồi bó gối run rẩy tiếng khóc nhẹ nhẹ phát ra nghe vô cùng tội nghiệp bà trang lại gần nhẹ ngồi xuống đối diện bà ta rồi nói nhỏ chị ơi chị có sao không như phát hiện ra sự xuất hiện của bà trang người đàn bà lập tức im bặt cả không gian lúc này không một tiếng động bà trang cảm giác như không khí nơi đây chợt trở nên cô động lại khiến bà cảm thấy khó thở vô cùng trong lòng bà trang có chút khẩn trương đang định đứng dậy bỏ ra ngoài thì chợt người phụ nữ kia khẽ nhúc nhích từ từ ngẩng đầu lên dưới mái tóc rối bù một đôi mắt trợn trừng đầy dữ tợn khuôn mặt người đàn bà lấm lem toàn bùn đất trộn lẫn trong đó còn có cả máu tươi từ hai khóe mắt chảy xuống tiếng khóc thút thít trước đó dần hóa thành tiếng cười tiếng cười ré lên trong căn nhà tĩnh mịch nghe vô cùng chói tai đáng sợ bà trang sợ đến điếng người toàn thân run rẩy ngồi bệt xuống đất tiếng cười phát ra the thé lại biến hóa dần trở thành những tiếng gầm đầy giận dữ người đàn bà kia rít từng chữ qua kẽ răng cút ra khỏi nhà tao mày còn dám đến đây tao không để yên đâu cút ra khỏi nhà của tao người đàn bà chồm lên dí sát mặt về phía bà trang bàn tay khẳng khiu đầy những vết bầm tím đẩy mạnh bà trang về hướng cửa khiến bà mất thăng bằng ngã ngửa ra sau Chọn bà ta đưa tay hướng về phía mặt mình Trước ánh mắt sợ hãi của bà Trang Người đàn bà thọc một ngón tay ngập vào trong mắt chính mình Rồi từ từ móc ra Từ trong hốc mắt Máu đen chảy ra ướt đẫm nửa khuôn mặt bà ta Cười lên sẵn sặc Người đàn bà ném thẳng con mắt đó vào lòng của bà Trang Tao cảnh cáo mày Mày dám đến đây Tao giết đang ngủ say, ông nghĩa giật bắn mình bật dậy bởi tiếng hét kinh hoàng của vợ. Toàn thân bà Trang ướt đẫm mồ hôi, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng. Hoàng hốt nhìn xung quanh, lúc này bà mới nhận ra cảnh tượng lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó quá chân thực. Người đàn bà đó tự móc mắt mình ra để cảnh cáo bà, cấm bà bén mạng đến ngôi nhà đó. run rẩy nắm lấy tay chồng, bà chàng nói bằng giọng sợ hãi. Ông ơi, Tôi, tôi, tôi vừa mơ thêm một người đàn bà trông đáng sợ lắm bà ta nói nhà mình mà dám đến căn nhà hồi chiều nữa là bà ta sẽ giết bà 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 ta bà ta còn tự móc mắt ném vào người tôi nữa ông ạ à? tôi sợ ở trong căn nhà đó có có ma giọng bà trang lạc hẳn đi bà thật sự rất sợ sau khi tỉnh lại bà dường như vẫn nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng rít của người đàn bà kia thấy vợ hốt hoảng nhắc đến căn nhà Ông Nghĩa ngơ ngác chẳng hiểu gì Nghĩ rằng vợ suy nghĩ quá nhiều nên gặp ác mộng Ông vỗ vai bà an ủi kiểm mình Chắc tại mình ngày nghĩ nhiều quá nên đêm nằm mới mà Nhà đó lâu lắm rồi đâu có ai ở Làm gì có người đàn bà nào Hồi chiều cậu thanh niên kia cũng nói là Chủ nơi này theo con cái đã nước ngoài định cư Nên mới muốn bán gấp đi chứ nào có vấn đề gì đâu mà Thấy vợ vẫn thẫn thờ ông kéo bà nằm xuống nói thêm thôi ở ngủ đi bà là hay suy nghĩ vớ vẩn lắm đấy nghĩ nhiều chóng già chưa được cái gì đâu chuyện đến đâu tính đến đó lò gì đặt lưng xuống giường chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ phía ông nghĩa phát ra thở dài bà trang các tay lên trán suy nghĩ bà nhớ đến ánh mắt sợ sệt của tên cỏ đất khi lén nhìn về hướng căn nhà Nhớ đến con bé Quỳnh nói rằng Nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ trắng Nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi của mình Liệu bà có nên mua căn nhà đó hay không? Cứ vậy bà chẳng chọc không sao ngủ được Thức đến tận sáng hôm sau Vì thức trắng đêm qua Nên sáng nay bà Trang chẳng còn sức đâu mà chợ búa Mà cũng chẳng có tâm trạng để đi Bà bàn với chồng là kiếm thầy đi coi nhà trước Rồi hắn quyết định mua Thả chậm mà chắc Chứ mua về mà ở không được cũng thành ra dở hơi. Thấy vợ đắn đo vậy, ông Nghĩa cũng chiều lòng. Mà cỏ vớ vẩn, ông cũng chẳng tin. Thôi thì kệ bà Trang thích làm gì thì làm. Tìm thầy thì cũng phán vớ vẩn vài ba câu chứ có gì đâu mà. Dự tính của đôi vợ chồng già là thế. Nhưng tên cỏ đất lại không cho họ cái cơ hội được đắn đo. Mới 9 giờ sáng, hắn đã gọi điện cho ông Nghĩa nói bằng giọng gấp gáp. À, anh với chị nhà bàn bạc sao rồi? Chứ là có người hỏi mua ngôi nhà đó rồi. Em là em nể anh nên nói với người ta là anh chị đặt cọc trước rồi. Anh mà không quyết nhanh ấy, là em để cho người ta mua nhé. Chứ em cũng không có chờ đợi được. Mặc trong nghĩa nói để chiều hoặc mai ông trả lời ngay. Tên cỏ đất nhất quyết không chịu. Hắn muốn ông quyết luôn để còn bàn giao với người ta. Chứ bên kia cũng muốn mua đất luôn trong ngày hôm nay. Nên hắn không chờ được. Hắn dục đối tít làm vợ chồng Nghĩa cũng cuống lên, chép miệng. Ông Nghĩa dứt khoát bảo vợ. Thôi, xem xét gì tính sau. Chứ tôi là tôi thấy bà lo lắng thừa quá. Cả đời tôi chẳng biết ma cỏ tâm linh là gì. Nhà đó mà có ma thật á. Tôi mà gặp là tôi vặn cổ. Cứ mùa đi chưa mà để mất cơ hội là tiếc đứt ruột ra. Chẳng để bà Trang nói gì. Ông Nghĩa ngay lập tức gọi lại chốt ngày làm thủ tục bàn giao. Bà Trang có chút bực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ngồi ngẫm lại thì quả thật bà cũng chưa gặp ma quỷ bao giờ. Có chẳng cũng toàn là nghe người ta kể lại. Cũng có thể thật sự là do bà suy nghĩ quá nhiều. Để người ta mua mất mà ăn ở yên ổn chẳng sao. Chắc bà tiếc chết mất. Thôi thì mặc kệ. Gia đình bà ăn ở Phúc Đức chắc cũng chẳng gặp chuyện gì đâu mà. Việc mua bán diễn ra rất nhanh. Tên cò đất hình như còn sốt ruột hơn cả ông Nghĩa mọi thủ tục giấy tờ hắn giải quyết vô cùng nhanh gọn cầm giấy tờ nhà đất trên tay ông nghĩa phấn khởi cười to vậy là an cư đã xong bây giờ chỉ còn lo lập nghiệp nữa thôi thấy chồng vui vẻ bà trang cũng mỉm cười hạnh phúc ở cái tuổi này lại phải lập nghiệp lại từ đầu cũng có chút nản nhưng bà tin chắc hai vợ chồng sẽ có thể vượt qua được khó khăn này mở cửa bước vào căn nhà cái cảm giác nó đã thuộc về mình nó mới sung sướng làm sao bà trang cũng cảm thấy nó không còn lạnh lẽo như trước mà trở nên ấm cúng hơn chỉ có quỳnh là vẫn cảm thấy căn nhà đáng sợ nhưng ý bố mẹ đã quyết quỳnh cũng không muốn nói ra sợ bố mẹ phiền lòng nhìn đống đồ ngột ngang trên đất ông nghĩa lắc đầu ngán ngẩm có lẽ gia đình phải dọn cả mấy ngày mới xong được cái chỗ này nghĩ cũng đã thấy mệt mỏi rồi có ai ở nhà không? Thấy có người mới chuyển đến nên chị em tôi sang chơi Coi có giúp gì được gia đình không? Ngoài cửa, tiếng một người lanh lạnh nói vọng vào Nghe giọng quen quen Ông Nghĩa vội chạy ra xem Thì thấy bà Hằng đang trống hông đứng ngoài cửa ngó vào bên trong Phía sau, bà Hoa cũng mỉm cười Gật đầu chào ông Nghĩa Ồ, chị Hằng à Vợ chồng em vừa mới dọn về đây Mà nhà bữa bộn quá chẳng biết phải dọn từ đâu Thế là vẫn quyết mua đấy à? Chú liều thật, hôm bữa gặp tôi đã nói... Ê à, kể chị, em mua thì cũng mua rồi. Thôi chị đừng nói kẹo nhà em hoang mang. Bà Trang thấy có người gọi thì từ sau nhà bước lên. Cuộc trò chuyện của bà Hằng và ông Nghĩa bà nghe câu được câu Trăng. Thấy bà Trang bước ra, bà Hằng nhiệt tình sấn tới làm quen. Chị nhà ở gần đây, thấy cô chú mới chuyển đến thì ghé lại hỏi thăm. Hôm bữa tìm mua nhà thằng em này cũng đến hỏi chị nè. Chị khuyên nó... Nói đến đây chợt bà Hằng khựng lại. Nghe thấy câu cuối của bà Hằng, tim bà Trang nhảy thoát lên. Biểu hiện khác lạ của mọi người càng khiến bà thêm tin. Căn nhà này có gì đó mà bà chưa biết tới. Biết mình lỡ lời, bà Hằng vội chuyển chủ đề. Thấy cô chú mới chuyển tới nên chị qua xem có cần phụ giúp gì không? trước đó chị cũng đã gặp chú nghĩa đây đi xem nhà cũng coi như là chỗ quen biết vừa hay à, hai chị rảnh để coi giúp được gì thì giúp chẳng để chủ nhà mở lời mời bà hằng đã vô tư chạy sộc vào trong bà hoa chỉ biết cười khổ lắc đầu cái tính bà hằng là vậy luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nhiệt tình đến mức độ hơi bao đồng chẳng vậy mà trước đó vì việc của bé thảo mà bà bị con nữ quỷ kia vả cho sưng mặt lên cũng là vì nó cay bà hằng nhiều chuyện phá hỏng hết cả việc của nó thấy nhà cửa ngổn ngang bà hằng sắn tay áo lên ngõ ý giúp đỡ vợ chồng nghĩa trang nghe thấy vậy thì mừng còn không hết về quê ông bà cảm nhận được mọi người ai cũng thân thiện lại nhiệt tình chẳng giống như trên thành phố đèn nhà ai nhà nấy rạng tưởng chỉ có hai người ấy thế mà bà hằng đi một lúc sau kéo thêm cả bốn năm người nữa qua dọn dẹp giúp cả căn nhà rôm rả hẳn lên. Vợ chồng Nghĩa Trang thấy mọi người đều thân thiết, lại dễ gần thì vui lắm. Có lẽ trở về đây sinh sống là quyết định đúng đắn nhất của họ. Gần chục người dọn dẹp căn nhà từ sáng sớm, mãi cho đến 4-5 giờ chiều mới gọi là tạm ổn. Cực nhất là phải cắt hết cái đống cỏ ngoài kia. Vậy mà mấy người hàng xóm mới này cũng chẳng có nề hà gì. Mấy bà cô cùng nhau hùng hục cắt cả mấy tiếng đồng hồ chuột rắn chạy ra từ đó bị họ túm cổ ném sang chỗ khác phát một cứ vậy chỉ trong một ngày căn nhà đã có những thay đổi không nhỏ bà trang muốn ngỏ ý trả họ tiền công nhưng mọi người chẳng ai muốn nhận cuối cùng ngại quá ông bà nghĩa trang đành mời họ ở lại ăn cơm để gia đình cảm ơn lúc này mọi người mới vui vẻ đồng ý trong bữa cơm Mấy bà cô trong xóm mấy lần muốn nói gì đó với vợ chồng nhà Nghĩa Trang, nhưng rồi lại thôi. Nhìn xung quanh căn nhà, bà Hằng thở dài. Thôi thì chỉ hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ bình yên. Tiến mọi người ra về rồi dọn dẹp các thứ linh tinh, cũng đã 9 giờ tối. Hai ông bà Nghĩa Trang trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Ở quê thích thật, mọi người ai cũng nhiệt tình lại cởi mở, có khi chuyển về đây lại là một khởi đầu tốt cho vợ chồng mình, cũng là môi trường tốt để con bé học hành vui chơi. Bà Trang vui vẻ nói với chồng, ông Nghĩa cũng gật đầu cho là chí phải. Ông bà nằm gian bên trái, vì trước đó con bé Quỳnh kêu sợ. Còn gian bên phải là phòng của Quỳnh. Tắt điện ngả lưng, lập tức hai ông bà ngủ được luôn. Hôm nay làm việc liên tục khiến ông bà mệt dã cả người. Nỗi áp lực trước đó của hai người cũng đã giảm đi một nửa ở gian phòng bên phải lúc này quỳnh đang chăm chú làm bài mặc dù mới chuyển về nhưng con bé rất nhanh đã bắt kịp và hòa nhập với các bạn khi đang tập trung thì chợt quỳnh nghe thấy tiếng nỉ non phát ra từ phía cửa sổ đang được mở ra hướng về phía mảnh vườn sau nhà một cơn gió lạnh thổi ùa vào phòng khiến cô bé rùng mình theo phản xạ con bé quay đầu hướng về phía vừa phát ra tiếng khóc đó Bố mẹ ơi Quỳnh sợ đến điếng người Đùn đẩy đến mức đánh rơi cây bút đang viết xuống bàn Chân Quỳnh nhũn ra Đôi mắt trợn to đầy hoảng loạn Đập vào mắt Quỳnh là một người đàn bà Mặc bộ đồ trắng đang đánh đu bên bệ cửa sổ Từ phía ngoài nhòm vào trong này Mái tóc bù xù của bà ta như một đám rắn không ngừng uốn éo quấn quanh song cửa sổ Đôi mắt trợn trừng ánh lên màu xanh lập lòe như đom đóm Gương mặt người đàn bà nhợt nhạt đầy những vết bầm tím, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nhỏ từng giọt xuống bộ đồ trắng đang mặc, khiến nó trở lên loang lổ từng mảng đỏ sẫm. Miệng bà ta há ra rộng đến tận mang tai, tiếng nỉ non phát ra ngày càng lớn, rồi dần hóa thành những tiếng gào khóc đầy đau đớn. Tư thế đánh đu của người đàn bà vô cùng quái dị, cơ thể gấp khúc lại như xương bị gãy ra vô số đoạn tiếng răng rắc phát ra theo từng động tác của bà ta chuyển động bất chợt bà ta ngẩng phát đầu lên đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào quỳnh đầy phẫn nộ chúng mày dám cướp nhà của tao tao không để yên cho chúng mày đâu nói rồi người đàn bà chuyển động muốn chui qua thanh song cửa sổ để tiến vào phòng bắt đầu từ tay sau đó đến đầu nửa thân trên thân thể bà ta cứ như con rắn trườn dễ dàng qua thanh cửa để tiến vào bên trong tiếng khóc đau đớn của bà ta dần hóa thành tiếng cười khành khạch khóe miệng cong lên thành một nụ cười vặn vẹo đây là nhà của tao cút ra khỏi đây cút ra khỏi đây mặc cho quỳnh gào khóc gọi lớn thế nào bố mẹ cô bé dường như không hề nghe thấy người đàn bà lúc này đã trườn xuống sàn đang vặn vẹo bỏ từng chút về phía quỳnh có thể liên tục phát ra tiếng răng rắc ghê người Chứng kiến cảnh trước mắt Quỳnh như đã quá sức chịu đựng Con bé khóc nấc lên được gục xuống Ngã lan ra đất ngất xỉu Phía gian phòng bên kia Ông bà Nghĩa Trang vẫn đang say giấc nồng Họ không hề nghe thấy tiếng hét sợ hãi Phát ra từ bên phòng con gái Từ trong phòng Tiếng ngáy như sấm rền của ông Nghĩa phát ra đều đều Thỉnh thoảng còn thấy ông nhẹn miệng cười Ra chiều hài lòng lắm Họ không hề hay biết lúc này Đang có một người đàn bà đang đứng sững sững ngay phía đầu giường họ trong cơn mơ màng cả hai vợ chồng đều nghe thấy một giọng nói âm u lạnh lẽo chuyển vào trong tai họ tao cho chúng mày một tuần dọn ra khỏi đây bằng không tao giết chết cả nhà chúng mày nói rồi bà ta nhìn chằm chằm vào ông nghĩa đang tủm tỉm cười đầy căm phẫn đứng đó một lúc bất chợt người đàn bà giơ cánh tay xương sầu khẳng khiu lên và thật mạnh vào mồm ông nghĩa trong giấc mơ vốn trước đó còn đang rất đẹp bất chợt ông mơ thấy bị một chiếc chổi lông gà quật tới tấp vào mặt vào miệng mình dù chỉ là mơ nhưng cái cảm giác đau đớn vô cùng thật ông đau đến chảy cả nước mắt từ miệng ông nghĩa phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn sáng hôm sau ông nghĩa tỉnh dậy liền cảm thấy mồm mình sưng vêu lên ông lấy mồm rên lên vì đau ông quay sang thì thấy bà trang cũng đã tỉnh lúc này bà đang ngồi tựa thành giường trên khuôn mặt đầy vẻ hoang mang bà nhớ láng máng đêm qua dường như có ai đó đứng ở đầu giường bà nói gì đó nhưng cụ thể nó là gì thì bà không sao nhớ nổi Đêm qua tôi mới thấy bị vụt vào mặt bằng chỗ lông cả. Thế quái nào sáng ra lại sưng hết cả mồm lên. Khéo nhà ẩm mốc lâu ngày Còn rời con rết gì rơi xuống mặt tôi bà Thấy chồng vừa tỉnh đã kêu đau Bà Trang sực tỉnh đưa mắt sang nhìn ông Nghĩa Nhìn mặt ông Nghĩa Bà giật mình sửng sốt Mặt ông lúc này chi chết Cái vết lằn xanh tím Nhìn kỹ nó giống như một vết bàn tay ai đó Và liên tục lên mặt ông vậy Nhưng tối qua vẫn còn bình thường Tại sao chỉ sau một đêm lại có thể trở nên như vậy? chẳng có lẽ bà trang đưa hai bàn tay mình lên ngang tầm mắt lật qua lật lại dùng mình lắc đầu chắc chắn không thể là bà được chắc có lẽ ông nghĩa là bị con gì đó có độc bỏ lên mặt những vết lằn kia chỉ là trùng hợp có dáng hình bàn tay thôi bỗng như sực nhớ ra điều gì đó bà hốt hoảng la to thôi chết mấy giờ rồi sau này không thấy con bé quỳnh dậy chuẩn bị đi học nhỉ xuống giường xỏ nhanh đôi dép Bà Trang vội vã chạy qua phòng Quỳnh gọi con bé dậy. Có lẽ đêm qua học khuya quá khiến nó ngủ quên chăng? Khi ông Nghĩa còn đang mải suýt xoa thì chợt nghe tiếng bà Trang la thất thanh ở bên phòng bé Quỳnh. Quỳnh ơi! Con làm sao thế này? Ôi trời ơi! Ông Nghĩa ơi! Nghe tiếng bà Trang đầy hốt hoảng, ông Nghĩa đâm ra cũng hoảng theo. Nhảy phịch xuống giường chẳng kịp đi dép. Ông Nghĩa vội chạy như bay sang phòng của Quỳnh sang đến nơi thấy Quỳnh đang nằm sóng xoài trên đất. Bên cạnh, bà Trang đang ngồi bệt xuống ôm lấy con gái, tay đang đặt lên trán con bé đầy lo lắng. Quỳnh lúc này cũng vừa tỉnh, thấy bố mẹ đang lo lắng nhìn mình thì òa nên khóc nức nở. Nhớ đến cảnh tượng đáng sợ đêm qua, toàn thân Quỳnh run lên cầm cập, đôi tay đùn rẩy, víu chặt lấy áo mẹ. Mẹ ơi, Đêm qua người phụ nữ con gặp hôm đi xem nhà lại xuất hiện ngoài cửa sổ rồi bỏ vào phòng con. Bà ta nhìn đáng sợ lắm. Còn nói là nhà mình cướp nhà của bà ta. Bà ta muốn giết hết cả nhà mình đó mẹ. Nghe Quỳnh nói mà bà Trang giận hết tóc gáy. Con bé Quỳnh nhắc đến người đàn bà mặc đồ trắng cũng không phải là lần đầu. Trước đó bà cũng đã linh cảm thấy căn nhà này có gì đó rất đáng sợ. Nhưng cụ thể là gì thì bà không rõ. Ông Nghĩa nghe con gái kể thì cũng có chút đăm chiêu Nhưng rồi ông chép miệng Cái con bé này đã nhắt cái thì đọc ít chuyện ma thôi Mới mấy bữa trước bố mày thấy mày đọc nào nữ quỷ cướp con để hóa quỷ báo thù Toàn cái cảnh gây giận máu mè rồi đêm về lại tưởng tượng linh tinh Thấy bố không tin mình, Quỳnh có chút giận dỗi. Một lần nhìn nhầm thì có thể, nhưng Quỳnh nhìn thấy bà ta đến tận hai lần. Hơn nữa, hình dáng bà ta bỏ vào phòng vô cùng kinh khủng. Tiếng cười, tiếng khóc rót vào tay Quỳnh cũng vô cùng chân thực. Nắm lấy tay mẹ lay mạnh, Quỳnh thút thít. Mẹ, con, con thực sự nhìn thấy, con sợ lắm mẹ ơi. Bà Trang thấy con gái sợ sệt như vậy thì ôm lấy Quỳnh vào lòng an ủi. Bà tính hôm nay đi hỏi mọi người xung quanh xem, có ông thầy nào giỏi thì tới nhờ họ bói cho một quẻ, xem căn nhà này có vấn đề gì không thấy cũng đã muộn bà trang ngỏ ý để quỳnh nghỉ học một hôm nhưng con bé nhất quyết không chịu lắc đầu chịu thua bà chỉ đành bảo ông nghĩa lấy xe chở con bé đến trường tiện xin phép cô cho con bé vào muộn một tí ấy thế mà bận bịu nhiều việc bà trang cũng quên bén đi con bé quỳnh một hai hôm đầu tối nào cũng sợ đòi bà trang ngủ cùng nhưng đòi con bé cũng chẳng gặp gì thêm thành ra bà trang lại bắt đầu chủ quan quyết định hoãn luôn chuyện này lại vì đợt này ông bà cũng nhiều việc quá còn ông nghĩa thì khỏi phải nói từ đầu cho đến bây giờ ông cũng đâu có tin chính cái sự chủ quan của hai ông bà mà sau đó đã khiến con bé quỳnh gặp nạn suốt một tuần sau đó mặc dù không gặp bất cứ chuyện gì đáng sợ nhưng mọi việc của ông bà nghĩa trang đều không thuận lợi dự kiến là sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Vậy mà khi nhập hàng về, xe cứ sắp đến là lại gặp một sự cố gì đó, khiến nó không thể đến được. Cứ như vậy bao nhiêu việc đổ lên đầu, ông bà Nghĩa Trang bị xoay như trong chóng Rất nhanh, ngày thứ bảy đã đến. Buổi sáng mọi thứ đều diễn ra bình thường, hai vợ chồng ông Nghĩa vẫn như mọi ngày, đi tới đi lui ngóng chờ hàng về quỳnh hôm nay sau khi học xong ở trường thì có một lịch học thêm ca từ năm rưỡi đến bảy rưỡi tối sau khi tan học cô bé cùng một vài người bạn cùng nhau đạp xe vui vẻ trở về hôm nay chẳng hiểu sao đứa nào cũng có việc cứ cách một đoạn lại có đứa tạt vào đâu đó một chút cuối cùng thành đã còn mỗi quỳnh lẻ loi trở về được cái nhà ở ngay đường chính của làng mặc dù đang là buổi tối nhưng xe cộ đi lại vẫn có nên quỳnh cũng có cảm thấy đỡ sợ phần nào khi chỉ còn cách nhà một chút thì quỳnh bỗng khựng lại đứng chắn ngay trước cửa chính là người đàn bà ấy bà ta nhìn chằm chằm vào quỳnh như ở đây đợi sẵn chờ con bé trở về trong nhà ánh đèn vẫn sáng ánh sáng yếu ớt hắt lên khiến bà ta trông càng thêm quái dị dáng người bà ta gầy gò có phần hom hem mái tóc bay trong gió để lộ ra khuôn mặt hốc hác với hai con mắt trợn trừng lập lòe phát sáng nhìn thấy quỳnh khóe môi người đàn bà nhếch lên thành một đường cong lớn kéo dài đến tận mang tai đột ngột người đàn bà đó biến mất chưa kịp để quỳnh hoàn hồn bỗng cô bé cảm thấy như có một hơi thở lạnh lẽo đang phả lên cổ mình tiếng một người đàn bà thì thầm vào tai cô bé đi chết đi quỳnh như người mất hồn con bé thẫn thờ quay đầu nhìn ra giữa lòng đường Lúc này vừa hay có một chiếc xe máy đang hướng về phía Quỳnh chạy tới Bỗng con bé như mất tự chủ Nó lái đầu xe hướng ra đường Khi chiếc xe máy gần phóng đến thì Quỳnh cũng lao ra giữa đường Hướng thẳng vào phía đầu xe máy Kít rầm Ôi trời ơi, bơ làng nước ơi Tiếng một người đàn ông la lên thất thanh Ông bà Nghĩa Trang ở trong nhà nghe thấy tiếng hét thì vội chạy ra. Đập vào mắt ông bà là Quỳnh đang nằm sóng xoài dưới lòng đường. Bên cạnh là chiếc xe đạp bị đâm đến biến dạng, nằm trọng trơ trên đất. Người đàn ông lúc này đang tập tĩnh dựng con xe máy cả tàng lên, mồm không ngừng chửi bới. Mẹ nó, muốn chết thì về nhà mà chết, lào ra đường như này báo hại người khác. Bỗng từ phía sau tiếng một người phụ nữ la lớn, át cả tiếng chửi rủa của ông ta, quỳnh ơi trời ơi con tôi bà trang hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy quỳnh hai hàng nước mắt lăn dài trên má máu từ trên trán không ngừng chạy xuống thấm lên chiếc áo trắng mà con bé đang mặc ông nghĩa thấy con bị như vậy thì xót lắm xông đến túm cổ người đàn ông kia mà gầm lên giận dữ thằng chó này mày đi đứng kiểu gì thế hả tao không tha cho mày đâu người đàn ông cũng không phải dạng vừa đang lúc bức xúc vì tay bay vạ gió ông ta cũng cầm lại vào mặt ông nghĩa là nó tự lao ra đường nó đứng thẫn thờ bên mép đường rồi đột ngột lao ra nếu không phải tôi đi chậm định tạt và hỏi thăm thì không chỉ con ông mà đến cả tôi cũng bị nó kéo theo chết chung luôn rồi càng nói càng kích động cứ vậy hai người đàn ông lao vào đấm đá nhau túi bụi thấy vậy bà trang bất lực cào lên tiếng bà nghẹn ngào đau đớn Giờ còn có tâm trạng để đánh nhau nữa hả? Nhanh, đưa con bé đi bệnh viện mau lên. Lúc này hai người đàn ông đang hăng như gà trọi cũng ngẩn người ra. Cũng đã có thêm một vài người trong làng đi qua thấy có chuyện liền tấp lại hỏi thăm. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, rất nhanh Quỳnh đã được đưa đến bệnh viện. Cũng may con bé chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, tay chân xây xước cũng không nghiêm trọng. Lúc này người đàn ông và ông Nghĩa cũng dần bình tĩnh lại ông ta tên Tuấn, nhà ở cuối làng. Ông Tuấn kể cho mọi người nghe về biểu hiện khác lạ lúc đó của Quỳnh. Con bé cứ dạy ra nhìn chằm chằm ra giữa đường. Lúc đó nha, mặt con bé trông dễ sợ lắm. Khi xe tôi gần chạy đến hình như tôi còn thấy miệng nó khẽ nhếch lên. Sau đó thì nó lao thẳng ra đường. Tôi không phanh kịp nên mới đâm sầm vào nó. Thấy nó như vậy nên tôi mới nghĩ nó nhắm xe tôi để tự tử đó ông bà. Ông bà nghĩa chàng nghe vậy thì đần cả người. Sáng nay con bé vẫn đi học vui vẻ, làm sao có chuyện Quỳnh muốn tự tử được. Đủ mọi suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu ông bà. Nếu như hôm nay Quỳnh thực sự xảy ra chuyện, ông bà không biết phải sống sao đây. Mãi cho đến hơn 11 giờ đêm, mọi chuyện mới tạm ổn. Ông Tuấn cũng là người có trách nhiệm. Thấy thủ tục đã xong xuôi, con bé cũng không có gì nghiêm trọng thì lúc này mới chịu đi về ông nghĩa mặc dù muốn ở lại nhưng còn nhà cửa trước đó vội quá chỉ đóng sơ sơ nên cũng chỉ đành ra về cùng ông tuấn rồi mai qua sớm trên đường về nhà ông nghĩa suy nghĩ nhiều lắm từ khi mua nhà vô số chuyện xảy đến với vợ chồng ông bỗng nhiên ông lại nhớ đến lời khuyên của bà hằng hôm đó chẳng lẽ ông đã sai rồi sao nè tôi nói chú nghe cái căn nhà đó không phải tự nhiên nó rẻ bèo như vậy đâu Chú ở xa đến đây nên không biết chơ đừng có nói cái làng này. Mà nguyên mấy làng lân cận chẳng ai dám mua. Nghe đầu hồi xưa có người chết tại căn nhà này. Từ đó đến giờ hễ cứ ai đến ở là chỉ trụ được chưa đến một tuần là phải dọn đi à. Chú suy nghĩ cho kỹ chứ tôi là tôi khuyên thật chú đừng có mua. Nghĩ đến lời bà Hằng trước đó, ông Nghĩa cảm thấy tự trách. Dù chưa xác định thật sự có phải do căn nhà đang ở không, nhưng ông thấy mình quá bội vàng. Nếu như chỉ vì quyết định sai lầm của mình mà khiến con gái phải chịu thay, có lẽ ông sẽ ân hận cả đời. Trở về nhà cũng đã gần 12 giờ, bước vào trong căn nhà lạnh tanh, ông Nghĩa thở dài. Ông biết mình bây giờ là chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông không thể tỏ ra mệt mỏi gục ngã vào lúc này được. Thay quần áo lên giường đi ngủ, ông Nghĩa lắc đầu muốn chút hết mọi mệt nhọc của hôm nay ra ngoài Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc đang chờ ông phía trước. Ngủ thiếp đi một lúc, bỗng ông nghe nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm gì đó ngay đầu giường ông nằm. Toàn vùng dậy nhưng ông cảm nhận toàn thân mình nặng như đeo chỉ. Dù cố gắng như thế nào, ông cũng không thể nhúc nhích được. Bỗng trước mắt ông xuất hiện khuôn mặt của một người đàn bà. Tóc bà ta xóa ra phủ lên mắt mũi miệng của ông, khiến ông cảm thấy ngơ ngứa Khuôn mặt bà ta càng lúc càng dí lại gần mặt ông Nghĩa Dí sát đến độ Chỉ còn cách chóp mũi của ông vài cm Khuôn mặt người đàn bà vô cùng dữ tợn Đôi mắt trợn to Không có con người Từng đường tơm máu vằn lên chẳng chịt Khiến đôi mắt gần như hóa thành một màu đỏ máu Từ trong mắt Hai hàng lệ máu chảy ra Nhỏ từng giọt Từng giọt xuống mặt ông Nghĩa Mùi máu tanh hôi sộc thẳng vào mũi ông khiến ông cảm thấy buồn nôn vô cùng. Ông nghĩa nghiến chặt răng muốn vùng lên, nhưng cơ thể này dường như đã không còn là của ông nữa vậy. Thầy ông nghĩa gồng đến đỏ mặt tía tai, còn mà trước mặt ông cười ré lên. Như chiều người, nó lẻ chiếc lưỡi đỏ lòm của mình liếm lên mặt ông nghĩa. Một mùi hôi thối bốc lên, kết hợp với mùi tanh tưởi của máu vẫn đang từ mắt nó chảy ra, khiến ông nghĩa không thể chịu nổi. Cô mặt đỏ tía tay của ông dần trở nên tím tái ông sắp thở không nổi rồi bỗng người đàn bà ngưng cười đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào mắt ông nghĩa rít từng chữ qua kẽ răng tao đã cho nhà mày cơ hội nhưng gia đình mày vẫn lì lợm cố tình ở lại bắt đầu từ con gái mày sau đó là vợ mày cuối cùng là đến mày tao giết hết giết sạch hết tất cả chúng mày từng câu từng chữ như gai nhọn đâm vào trái tim ông nghĩa người đàn ông cả đời buôn ba buôn bán trải qua vô số chuyện nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như lúc này trước đó ông nghĩa luôn sống theo chủ nghĩa vô thần thứ mà trước đây ông luôn coi thường đang dí sát mặt nó và mặt ông nhìn trọng chọc, chọc vào ông đầy đe dọa thật không ngờ khi đối diện với ma quỷ ông lại trở nên nhỏ bé vô dụng đến vậy cứ thế này thì làm sao ông có thể bảo vệ được con gái bảo vệ được người vợ mà ông hết mực yêu thương càng nghĩ ông nghĩa càng trở nên tức giận đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng sợ trước mắt hai mắt ông trở nên hung hăng đầy giận dữ quyết định mua căn nhà này là ông sai mình ông chịu ông không cho phép bất cứ kẻ nào dù là ma quỷ động đến vợ con ông ông không bao giờ cho phép Dường như sự quyết tâm của ông Nghĩa đã khiến con ma nữ trước mặt chịu ảnh hưởng Toàn thân ông Nghĩa đã có thể nhúc nhích được đôi chút Đang tử thế yếu Khí thế của ông Nghĩa không ngừng tăng lên Đôi mắt ông quắc lại Dám động vào vợ con ông Cho dù đối phương đáng sợ thế nào Ông cũng dám liều mạng Không biết là do ông Nghĩa đã thành công dọa được Hay còn vì một lý do nào đó Người đàn bà không còn để lộ ra vẻ mặt đáng sợ trước đó nữa bà ta ngẩng đầu lên từ từ lùi về sau trước khi đi còn để lại một câu với ông nghĩa muốn sống thì mau chóng dọn ra khỏi đây đi toàn thân ông nghĩa lúc này đã được nới lỏng ông mệt mỏi không còn chút sức lực nào chẳng biết qua bao lâu ông mới từ từ thiếp đi ông biết lúc này ông cần phải thật mạnh mẽ ông nhất định phải bảo vệ an toàn cho vợ con trước hồn ma đang chiếm giữ căn nhà này Sáng hôm sau Khi ông Nghĩa đang thay đổi chuẩn bị vào viện Thì bà Trang gọi điện về Trong điện thoại giọng bà đầy mệt mỏi Ông à Đêm qua tôi suy nghĩ kỹ rồi Có lẽ căn nhà mình đang ở Thực sự có vấn đề Trước đó con bé Quỳnh đã nói với mình như vậy Tôi lại không tin tưởng nó Để rồi mới ra cơ sự như này Tôi hối hận quá ông ơi Thôi Ông từ từ hãy qua viện có gì ông qua tìm chị hằng giúp tôi xem chị có cách nào giúp vợ chồng mình không bây giờ chuyện đã thành ra như vậy rồi tiền trao chóng múc rồi nào có thay đổi được gì nữa đâu vốn còn tưởng ông nghĩa lại hát lại cái bài ca môn thỏa rằng trên đời này làm gì có mấy thứ đó nhưng không ngay lập tức ông nghĩa đồng ý luôn với vợ trước khi cúp máy ông nghĩa dặn dò vợ bà đấy chăm con gái cẩn thận cửa nguyên trong phòng không được đi đâu nghe cần gì thiếu gì cứ nhắn tôi tôi cầm đến cho thấy hôm nay chồng có chút kỳ lạ giọng nói cũng không giống như mọi ngày bà Trang không hề hay biết rằng đêm qua ông nghĩa đã phải trải qua chuyện đáng sợ như thế nào nó đã đảo lộn tất cả thế giới quan của ông trước đó nhưng ông không dám kể chuyện đêm qua mình gặp phải cho vợ nghe bà Trang đã quá đủ mệt mỏi rồi ông không muốn bà phải suy nghĩ nhiều thêm mọi chuyện ông sẽ tự mình giải quyết chạy ra tiết cánh đồng ông nghĩa mới tìm được bà hằng nghe thấy tiếng ý ới gọi tên mình bà hằng quay lại thì thấy ông nghĩa đang đứng ở trên bờ tay vẫy điên cuồng về hướng bà thấy mặt ông nghĩa có vẻ vội lắm bà hằng ném về cái cuốc trên tay xuống đất rồi đi nhanh về bờ trong đầu thắc mắc không biết ông nghĩa có chuyện gì mà tìm mình sớm quá vậy vừa bước lên bờ mồm bà hằng đã oang oang Nghe nói tối qua con Quỳnh bị tai nạn hả? Tôi đang tính sáng mát thì cố quốc nốt mạnh ruộng cho xong rồi chiều qua viện thăm nó nè. Ông Nghĩa vội xua tay ngỏ ý con bé không có vấn đề gì. Chẳng vòng vo thêm, ông nói luôn. Chị Hằng ơi, gia đình em... Em cũng chẳng biết nói làm sao. Từ hồi dọn về trong căn nhà mới gia đình em gặp đủ thứ chuyện. Hôm đi coi nhà chị nói em cũng đâu có tin. Nhưng mà bây giờ Nhà em thực sự là gặp rắc rối rồi chị ơi. Nghe ông Nghĩa nói vậy bà Hằng lập tức như gái trúng chỗ ngựa, vỗ đùi nói to. Đấy, tôi đã khuyên chú mà chú đâu có nghe. Hôm đó thấy chú cũng chẳng tin nên tôi cũng không kể kỹ. Chưa không phải mỗi nhà chú đâu. Bao nhiêu nhà đến rồi lại bị dọa đi bằng hết. Nói rồi bà Hằng hắng giọng, thần thần bí bí tiếp tục nói tiếp. Nghe bà bố tôi nói vài chục năm trước căn nhà này là của một đôi vợ chồng. Ông chồng chơi bời rượu chè phá hết sạch, đến cuối cùng đòi bán cả căn nhà này. Bà vợ không đồng ý. Thế là nha, tên khốn nạn đó đánh chết vợ ngay tại cái căn nhà đó. Trước đó cũng sang tên đội chủ vô số lần rồi, nhưng uh, ở được nhiều lắm một tuần là đều bỏ đi hết. Đêm đến đi qua căn nhà, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng hờn khóc của bà vợ tôi nói thật với chú chứ nhà chú là lì nhất trong số những người mua nhà đấy không khéo con bé quỳnh là bị biết mình lỡ lời bà hằng liếc nhìn ông nghĩa ái ngại ông nghĩa cũng chẳng giận bà mà gật đầu xác nhận tỏ vẻ cũng hiểu chị sống ở đây quen thuộc nơi này hơn em chị coi có cách nào giúp gia đình em không em thì không sao nhưng em lo cho vợ con em lắm chị ạ à thầy ông nghĩa cũng tội bà hằng chỉ biết lắc đầu thở dài từ sau vụ bà hoa bà cũng ngán mấy con ma nữ chẳng muốn liên quan nhưng giờ vợ chồng ông nghĩa cũng đã nhờ giúp đỡ bà cũng không đành từ chối nghĩ là làm bà hằng đứng dậy nói với ông nghĩa chú tìm tôi là tìm đúng người rồi đấy tôi biết làng bên có ông thầy đỉnh lắm cháu bà hoa mấy tháng trước là tôi cất công tìm được thầy ấy đến mới giữ được cho nó một mạng đấy ma quỷ đáng sợ lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Bị cứu con bé mà tôi bị con quỷ đó vả cho sưng hết cả mặt lên. Thôi, bây giờ tôi ghé qua nhà bà Hoa để nhờ cái xe. Chú chở tôi qua luôn đó, tôi nói giúp cho. Nghe bà hằng kể trước đó từng bị ma quỷ vả mặt, ông Nghĩa bất giác đưa tay sờ lên mặt lên miệng mình. Đêm hôm đó chẳng có lẽ, máu nóng lại sọc thẳng lên đầu ông. Ông nghĩ thầm mẹ nó chứ cái thứ mất nét toàn nhân lúc người ta ngủ mà dở trò tao mà bắt được thì nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để ông nghĩ tới chuyện đó sốc lại tinh thần ông nghĩa đứng lên cảm ơn bà hằng rối rít thấy ông nghĩa như vậy bà hằng phát ngại cả lên thôi thôi ơn nghĩa gì xong việc đãi bà chị đem một chầu cơm là được rồi bà hằng cười hề hề mặc dù mồm che ông nghĩa khách sáo nhưng nhận được lời cảm ơn như vậy bà cũng thấy sướng trong lòng kẻ đã giúp người cũng chẳng cần nhận lại gì cao sang đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn chân thành cũng đủ khiến bà vui vẻ rồi sau khi gửi nhờ con xe đạp ở nhà bà hoa bà hằng cùng ông nghĩa thẳng tiến qua nhà thầy cường làng bên lúc này thầy cường đang ngồi rung đùi uống chè ăn kẹo lạc hưởng thụ cuộc sống mấy ngày hôm nay thầy phải chạy sâu liên tục mệt bờ hơi tai hiếm lắm mới có một hôm được nghỉ ngơi thoải mái như này bỗng một tiếng còi oang oang từ ngoài cổng vọng vào cắt đứt tâm trạng vui vẻ của thầy cường thầy cường có nhà không nhỉ con qua đây có việc cấp cần nhờ giọng như cái loa phường của bà hằng không lẫn đi đâu được cũng chẳng để thầy kịp trả lời bà hằng đã tự đẩy cửa sồng sộc tiến vào ông nghĩa dắt xe léo đéo theo sau trước mắt ông là một căn nhà ngói đơn sơ có phần giản dị xung quanh cây trái được cắt tỉa cẩn thận nhìn căn nhà toát lên cái vẻ yên bình, khiến người ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ông thấy một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn 30, đang ngồi uống trà trên hiên nhà. Nhìn bà Hằng tiến vào người thanh niên có biểu cảm cạn lời, bất đắc dĩ. Vừa bước vào sân, bà Hằng đã nói luôn. Có chú em này mua phải căn nhà ma ám làng con. Khổ, trước đó còn cũng khuyên rồi mà người ta không nghe. Bây giờ bị con ma nó ám lên người. Nó đẩy con gái chú này bị đâm xe nhập viện luôn rồi Thầy xem thế nào giúp đỡ chú ấy Thấy bà Hằng xưng với người thanh niên trước mặt là con Gọi người ta là thầy Ông Nghĩa bối rối chẳng biết nói thế nào Thầy Cường như đọc được sự khó xử trong mắt ông Nghĩa cười thoải mái Mời anh ngồi xuống đây Đầu đuôi ra sao kể cho tôi nghe một lượt Xem mà tôi có giúp gì được không Nhìn ông Nghĩa thầy Cường thấy ấn đường ông đen thui Khuôn mặt thiếu sức sống Biết đây không phải chuyện nhỏ nên thầy cũng không còn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hôm nay nữa. Nghỉ ngơi một lúc, ông nghĩa bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra. Bắt đầu từ lần Quỳnh nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ trắng hôm đi xem nhà. Rồi giấc mơ của bà Trang tối hôm đó. Từng chi tiết con bé Quỳnh gặp ma ngay trong đêm ăn nhà mới. Rồi ông bị vạ sưng mồm ra sao. Ngày đến đây bà Hằng chợt cười lên hô hố mặc dù thấy tội cho ông nghĩa nhưng buồn cười quá mà bà chịu không nổi thật không ngờ có người cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự giống bà cũng gọi là có chút an ủi lượm bà hằng thầy cường thấy nhức nhức đầu với con mụ này quay sang ông nghĩa thầy nói bây giờ thế này ông mua giúp tôi quả cau lá trầu đem về đặt lên ban thờ thắp nhang đợi khi nhang cháy hết thì đem xuống rồi mang qua đây tôi xem cho dặn dò ông nghĩa thêm một vài điều cần lưu ý lúc này thầy cường mới yên tâm bảo ông nghĩa đi chuẩn bị mọi thứ mặc dù chẳng hiểu gì nhưng thầy cường đã dặn như vậy ông nghĩa liền gật đầu làm theo đã cầu người ta giúp đỡ thì điều cần thiết nhất là phải có sự tin tưởng tuyệt đối nóng lòng ông nghĩa đứng dậy tính đi mua đồ về làm ngay kẻo trễ việc nhưng bà hằng lại cứ chần chừ như có gì muốn nói không chịu đi thấy bà hằng cứ liếc mình thầy cường đâm bực mình sao còn không đi ngay đi nhà tôi hôm nay không có ngô khoai sắn gì cho chị lượm đâu nha. thấy thầy cường nói vậy bà hằng xấu hổ xô tay lắc đầu ấy có mối chuyện đấy mà thầy cứ lại nhảy mãi ý con là thầy cho con xin tấm bùa hộ thân chưa sau vụ lần trước con hơi hãi tụm tìm, thầy cường lôi ra một tấm giấy vàng hồi sáng thầy dùng để luyện vẽ bùa Bà Hằng thấy vậy thì như bắt được vàng, gấp tấm bùa cẩn thận bỏ vào trong túi, lúc này bà mới yên tâm cùng ông Nghĩa đi làm chính sự. Nhìn theo bóng họ rời đi, Thầy Cường thở dài, hôm nay lại là một ngày vất vả nữa rồi. Sau khi ra chợ mua đủ những gì Thầy Cường dặn, ông Nghĩa cùng bà Hằng trở về nhà ông. Trong khi chờ ông Nghĩa thắp hương, bà Hằng nắm chặt lá bùa đảo mắt nhìn xung quanh nếu như bà biết tấm bùa bà nâng niu chỉ là một tờ giấy nháp thì không biết bà sẽ có suy nghĩ như thế nào cả hai người đều không nhìn thấy được ở góc nhà lúc này đang có một người đàn bà mặc đồ trắng nhìn chằm chằm vào hai người họ trên khuôn mặt bà ta cảm xúc thay đổi liên tục lúc thì giận dữ điên cuồng lúc thì mang vẻ mặt thương hại không đành lúc thì đau khổ xót xa như tự thương số phận bản thân nghiệt ngã cuối cùng là cảm xúc giằng co nửa muốn buông bỏ nửa muốn tiếp tục cố chấp với chấp niệm mấy chục năm trời của mình hai giờ chiều ông nghĩa lại chở bà hằng đến trước cổng thầy cường gọi ầm lên bà hằng lúc này vẫn cứ đinh ninh là nhờ lá bùa thầy cường đưa cho nên hai người họ mới không gặp phải chuyện gì cứ nửa tiếng ông nghĩa lại gọi điện cho bà trang dặn dò đủ thứ khiến bà phát phiền cả lên thái độ khác lạ của ông khiến bà thấy nghi Cặn hỏi chuyện ở nhà nhưng ông không nói. Ông dặn bà cứ yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả. Sau khi được thầy Cường mời vào nhà, ông Nghĩa mang chậu cau đã được thắp hương trên bàn thờ cẩn thận đặt trước mặt thầy. Tôi đã làm đúng như những gì thầy dặn, mong thầy xem xét giúp đỡ cho. Thầy Cường gật đầu. Anh cứ ngồi xuống uống miếng nước đã. Yên tâm tôi đã nhận lời thì sẽ cố hết sức đứng lên thắp một nén hương lên ban thờ thầy cường bắt đầu dùng một con dao nhỏ bổ đôi quả cau ông nghĩa đem đến sau đó lại lật qua lật lại lá trầu trước mặt chán nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ ông nghĩa cùng bà hằng hồi hộp nín thở ngồi chờ mỗi một cái nhíu mày của thầy đều khiến trái tim họ như bị kéo lên tận cuống họng phải vài tiếng sau thầy cường mới thoát khỏi dáng vẻ trầm ngâm trước đó cả hai hồi hộp chờ thầy dặn dò thở dài một hơi như có chuyện khó nghĩ, thầy chỉ dặn dò ông Nghĩa và bà Hằng đi chuẩn bị cho thầy một mâm lễ, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Thầy cũng kêu ông Nghĩa gọi bà Trang về, thầy mọi chuyện đã có cách giải quyết, lúc này ông Nghĩa mới gọi điện kể lại đầu đuôi cho bà Trang nghe. Bà Trang nghe chồng kể chuyện đêm qua mà sợ đến tái mặt, bà không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Quỳnh sáng nay cũng đã tỉnh, Bây giờ tâm lý cũng đã ổn định trở lại. Dặn dò con bé xong bà Trang quay qua nhờ cô chú ở giường bên cạnh để ý Quỳnh giúp mình. Sau đó bà mới yên tâm trở về nhà theo lời dặn của thầy Cường. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, mọi người có mặt đầy đủ ở nhà vào lúc hơn 6 giờ tối. Bốn còn nghĩ phải chờ giờ đẹp với tiến hành làm lễ, nhưng thầy Cường cười nửa đùa nửa thật. Người ta đã ở sẵn trong căn nhà này rồi gọi người ta lên lúc nào mà chẳng được. Một câu nói nhẹ nhàng của thầy mà khiến cho cả ba người đang có mặt tại đây lạnh cả sống lưng. Họ đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhà, tưởng tượng ra rằng hồn ma người đàn bà đó bây giờ đang đứng ở một góc nào đó, nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi chỉ đạo mọi người sắp xếp đổ lễ đâu vào đó, thầy Cường nhìn về phía bà Hằng tụng tìm gật đầu. Ngay lập tức, bà Hằng cảm thấy có điểm chẳng lành. Hà hốc mồm, Bà chỉ tay lên ngực mình xác định thêm lần nữa. Thầy Cường cũng gật đầu xác định thêm lần thứ hai. Trời ơi, sao cứ phải là con vậy? Bà Hằng nhăn nhó cầu nhau, tay xua liên tục từ chối không muốn làm. Chứ chẳng lẽ là tối? Thầy Cường nhớn mày hỏi lại, điều bộ như đã quyết xong. Bà Hằng nghe vậy thì xám hết mặt mày, đôi mắt hướng về phía vợ chồng Nghĩa Trang. Ngập ngừng không dám nói, nhìn ánh mắt bà hằng thầy cường lập tức hiểu ý ngay tôi gọi cả vợ chồng anh nghĩa về đây là có việc họ còn cần phải gặp phong ở đây để giải quyết một số chuyện nữa chị cứ yên tâm đi chuyện lần trước um, sự cố thôi tôi khẳng định lần này không có chuyện tương tự như vậy xảy ra đâu quyết thế đi nhá nhìn thấy ánh mắt tha thiết của vợ chồng nghĩa trang lại nhìn sang thấy thái độ chắc chắn là bà rồi của thầy cường Cuối cùng bà Hằng chỉ biết bất lực chấp thuận. Giờ mà bỏ về thì thấy ái náy xấu hổ với vợ chồng Nghĩa Trang lắm. Hơn nữa nếu không đồng ý, vậy những lần sau bà tìm thầy Cường giúp đỡ không khéo lại bị thầy xỉa ra xỉa vào. Thôi thì kệ mẹ đợi đi. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thầy Cường bắt đầu rung chuông làm lễ. Theo từng tiếng chuông, đầu bà Hằng dưới tấm khăn đỏ đung đưa, lắc lư không ngừng từ dưới tấm khăn bắt đầu phát ra tiếng khóc dấm dứt. Cả căn phòng lúc này nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Cút ra khỏi đây, cút ra khỏi nhà của tao. Một dòng khản đặc nức nở phát ra từ miệng bà Hằng. Tấm khăn đỏ cũng bị bà giật mạnh xuống. Mặt bà Hằng lúc này mang biểu cảm đau khổ không cam lòng. Mồm liên tục mắng chửi, đuổi tất cả những người trong căn nhà này cút ra ngoài thầy cường hắng giọng vong là ai mau à, xưng tên tuổi lý do còn lưu lạc tại nơi này bà hằng khóc nấc lên hết khóc lại hóa thành cười khẳng khặc đủ mọi cung bậc cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của bà hằng tao là chủ căn nhà này căn nhà này là công sức mồ hôi nước mắt của tao tao không cho phép bất cứ ai cướp nó tao không cho phép chúng mày sống ở đây Càng nói hồn ma người phụ nữ trong thân xác bà Hằng càng trở nên kích động. Đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào vợ chồng ông bà Nghĩa Trang. Tao đã cảnh cáo chúng mày rất nhiều lần, nhưng chúng mày vẫn cố chấp cướp nhà của tao, còn muốn tìm người đến bắt tao. Chúng mày là lũ khốn nạn, tất cả chúng mày đều là lũ khốn nạn. Cho đứa con gái chúng mày tai nạn chỉ là cảnh cáo Biết vậy Tao giết nó luôn Bà Trang sợ đến tái mặt Bà biết ngay mà Của rẻ là của ôi Rõ ràng tên cỏ đất kia Biết căn nhà này bị ma ám Nhưng hắn vẫn cố tình để ông bà vào trong Nhưng Trách người khác một thì phải trách mình mười Cũng tại ông bà tham của rẻ Lại quá vội vàng Chỉ thương con bé Quỳnh số khổ Chỉ vì quyết định sai lầm của bố mẹ Mà nó phải gánh chịu đau đớn Thầy Cường thấy hồn ma trong thân xác bà Hằng trở nên điên cuồng như vậy thì thở dài, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Bà chị chết cũng mấy chục năm rồi, chồng chị năm đó bây giờ cũng đã ngọn từ lâu. Ngôi nhà này đã sang tên đội chủ không biết bao nhiêu lần. Cứ tiếp tục vất vưởng trên này với chấp niệm như vậy, bao nhiêu năm qua chị có cảm thấy hạnh phúc không? Người đàn bà sững người đôi mắt trở nên mông lung, bà ta đang tự hỏi lòng mình. Suốt những năm qua liệu mình đã bao giờ cảm thấy vui vẻ hay chưa? Người đàn bà tên Liên, khi còn sống bà là một người phụ nữ số khổ. Năm đó khi vừa tròn 18 tuổi, bà Liên bị bố mẹ bắt phải lấy tên khốn nạn đó. Cuộc sống địa ngục của bà bắt đầu từ đây. Bà cam chịu dòng giá hai chục năm trời. Ngày nào bà cũng phải ăn đòn roi thay cơm. Đã vài lần cấn bầu, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì bị tên chồng cầm thú đánh cho sảy thai. Hắn tệ bạc, hắn vũ phu, hơn nữa, hắn là một kẻ phá cuộc. Đồ đạc trong nhà cứ bay dần theo những cuộc ăn chơi của hắn. Đến cuối cùng, hắn đòi bán nốt cả căn nhà này. Căn nhà này là mồ hôi nước mắt của bà Liên, là hy vọng cuối cùng mà bà bấu víu. Sau bao nhiêu năm tháng cam chịu, đến cuối cùng bà không thể chịu thêm được nữa, quyết định vùng lên. Nhưng số phận bà nghiệt ngã Có lẽ ông trời đã quên trở che cho người đàn bà tội nghiệp Trong đêm hôm đó bà Liên bị chồng đánh chết Ngay trong chính nơi này Sự uất ức, sự hận thù Khiến người đàn bà trở thành một oán hồn ám lên căn nhà này Tên chồng sau đó cũng không có kết cục tốt đẹp Đúng tròn thất tuần của vợ Trong một trận no say với đám bạn chơi Hắn đã tự mình lao xuống sông chết đuối Mặc dù đã trả được mối thù Nhưng chấp niệm đối với căn nhà vẫn không tan Người đàn bà số khổ này quyết định trở thành một con ma giữ của Suốt mấy chục năm trời Tài sản mà bà phải đánh đổi bằng tính mạng để giữ lấy Sao có thể dễ dàng để người khác lấy đi Lúc này trong thân xác bà Hằng Bà Liên đang tự hỏi mình rằng Trong suốt mấy chục năm trời ám tại nơi này Bà có thực sự cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn hay không? thay đổi lại chỉ là sự mệt mỏi, lo sợ và căm phẫn. thầy cường nói tiếp tôi biết chị không ác suốt bao nhiêu năm qua chị chỉ dọa người đến đây bỏ đi chứ không hề có ý định hại ai cả. còn bé nhà này nếu chị thực sự muốn nó chết thì chắc chắn nó cũng không thể sống. đừng cố chấp mà đánh mất bản thân mình nữa. tôi thật lòng mong muốn chị có thể tự giải thoát cho bản thân mình. Bà Liên trong thân xác bà Hằng cảm thấy mắt cay cay, hai hàng lệ dài chảy xuống rơi trên gò má. Bà có thể cảm nhận được sự chân thành, thật lòng của thầy Cường dành cho bà. Thực ra bà cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nhưng bà thiếu một người chia sẻ, một người động viên, một người khuyên nhủ để bà có thể nhận ra cái sai của bản thân mình. Lời khuyên của thầy Cường chính là mảnh ghép còn khuyết để chữa lành cho linh hồn bị tổn thương của bà. Trước mắt mọi người, Bà Hằng bị nhập lúc này đã giàn rụa nước mắt. Trên mặt bà không còn vẻm giữ tợn nữa. Thay vào đó là đầy nét bi thương. Thấy đã có kết quả, thầy Cường chốt hạ đòn tâm lý cuối cùng. Thế này đi, chị bán cho vợ chồng anh Nghĩa căn nhà này đi. Âm dương cách biệt, căn nhà này dù có giữ chị cũng đâu thể dùng được. Hay là chị chuyển hộ khẩu xuống dưới kia đi. Thiếu gì cần gì cứ để vợ chồng nhà này lo cho coi như là chi phí mua nhà khi nào cảm thấy chán thì có thể đến tìm tôi tôi giúp chị siêu thoát chị thấy thế nào bà liên ngơ ngác ngước lên nhìn thầy cường đôi mắt thầy như muốn khích lệ bà liên xuống dưới địa phủ sống một cuộc đời mà khi còn sống bà không được tận hưởng muốn gì có đó chính là cái giá quá hời đối với bà tất nhiên đó cũng là cái giá nhẹ nhàng cho ông bà nghĩa trang đắn đo suy nghĩ một hồi Cuối cùng linh hồn bà Liên cũng gật nhẹ đầu. Cuộc giao dịch coi như thành công rực rỡ. Thông qua bà Hằng, bà Liên yêu cầu một căn nhà ngói ba gian, một vài bộ quần áo, một chiếc xe đạp và một cánh hàng rong nhỏ để xuống dưới đó. Bà có thể tiếp tục công việc chợ búa như hồi còn sống. Bà Trang cẩn thận cầm giấy bút ghi lại đầy đủ. Thầy Cường ngồi bên cạnh cảm thấy sốt ruột, không ngừng suối bà Liên lấy thêm ấy kể chị thời bây giờ người ta đi xe máy chị ơi ôi trời đòi hẳn xe đẩy chứ giờ ai còn dùng đòn gánh đừng lấy biệt thự đi chị có tốn là bao đâu mà mặc cho Tây cường không ngừng gợi ý nhưng có lẽ vì bản tính thật thà chất phác nên bà liên không cho phép mình đòi hỏi quá nhiều trước khi thăng bà liên quay qua vợ chồng ông bà nghĩa trang nói lời cảm ơn nhìn bà trang đôi mắt bà liên ánh lên vẻ ngưỡng mộ tôi rất ngưỡng mộ gia đình hai người chỉ có một người chồng tuyệt vời luôn hết lòng yêu thương bảo vệ vợ con đêm hôm trước tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh nhà dành cho gia đình qua ý chí quyết tâm muốn ngăn cản tôi làm hại vợ và con gái thực ra lúc đó tôi cũng đã nhận ra tôi đã sai rồi khi còn sống tôi phải chịu nhiều đau khổ vậy mà khi chết tôi lại vì ích kỷ của bản thân mà đá đổ hạnh phúc của biết bao gia đình nhưng lúc đó tôi không thể nào có thể chấp nhận rằng chấp niệm của bản thân là sai trái tôi ích kỷ không muốn mất đi thứ mà tôi coi là quan trọng nhất xin lỗi anh chị rất nhiều nói đến đây bà liên quay qua thầy cường cuối gặp người cảm ơn thầy đã khiến tôi giác ngộ cảm ơn thầy đã giúp tôi nhận ra đúng sai ở dưới đó tôi sẽ phù hộ bảo vệ cho mọi người bà trang lúc này mắt đã nhẹ đi vì rơi lệ ông nghĩa bên cạnh sống muối cũng có chút cay cay thật không ngờ hồn ma trong căn nhà ông bà đang ở lại có thể đáng thương đến thế sự căm ghét của ông dành cho hồn ma người đàn bà trước mặt đã không còn thay vào đó là sự xót thương đối với số phận quá nghiệt ngã của bà hai vợ chồng nghẹn ngào cảm ơn chị tôi tin xuống dưới đó chị sẽ có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc chúng tôi trên này sẽ hương khói đầy đủ cho chị thiếu gì cần gì cứ báo mộng cho chúng tôi chị nhé cứ vậy nhờ sự giúp đỡ của thầy cường bà liên rời đi để lại nụ cười vui vẻ được giải thoát lại trên môi bà hằng một lúc sau bà hằng tỉnh lại việc đầu tiên là lập tức chạy đến trước cường sau khi xác nhận cơ thể không bị chút tổn hại nào bà mới thở phào yên tâm vợ chồng ông bà nghĩa trang cảm ơn bà hằng và thầy cường rối rít bà hằng cười xòa mồm liên tục kêu chuyện nhỏ nhưng miệng đã cười tít lên vì sướng khi bà trang ngỏ lời trả công thầy cường nhìn xung quanh một vòng rồi chép miệng thôi bây giờ anh chị đang khó khăn công cáng để sau bây giờ cho tôi xin bữa cơm được không tôi sắp thành ma đói đến nơi rồi đây này tiếng cười vui vẻ của mọi người vang lên trong căn nhà xua tan đi không khí u ám còn sót lại trước đó vài ngày sau quỳnh cũng được ra viện con bé sau khi nghe mẹ kể về chuyện hôm đó thì khóc như mưa nói rằng không còn thấy bà liên đáng sợ chút nào nữa hai vợ chồng nhà nghĩa trang cũng thuận lợi mở thành công cửa hàng tạp hóa nhỏ phục vụ mọi người trong làng trộm vía cửa hàng làm ăn rất phát đạt cuộc sống thoải mái dễ chịu hơn khi ở thành phố rất nhiều mối quan hệ của ông bà với những người xung quanh cũng rất tốt cả ngày nói cười vui vẻ không phải lo toan bất cứ điều gì. Như đã hứa với bà Liên, ông bà Nghĩa Trang đã lập một bàn thờ nhỏ trong nhà để hương khói cho bà Liên hàng ngày. Hôm nay vừa hay là 10 dầm, bà Trang mua đồ về thắp nhang, lúc này đang lầm dầm khấn vái. Chị, chị, chị có thiếu thứ gì thì báo mộng cho em, em gửi xuống chị nhé. Đêm hôm đó khi đang ngủ say, bà Trang chợt giật mình tỉnh giấc bỗng bà hét lên kinh hoàng một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch đôi môi đỏ như máu đang dí sát lên mặt bà đôi mắt của bà ta thâm quẩn bên trên mí mắt còn xanh xanh đỏ đỏ trông vô cùng quái dị bà trang sợ đến đun người khuôn mặt trở nên tái mét lại thấy bà trang như vậy con quỷ trước mặt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì nó vội đụt cổ lại mở miệng phân trần kìa là tôi tôi liên đi mà giọng nói âm vang như từ cõi xa xăm vọng lại trong đó pha chút ấm ức không thể nói ra phải mất một lúc ú ớ bà trang mới có thể bình tĩnh trở lại bà há hốc mồm nhìn diện mạo của bà liên lúc này mặt trắng bệch mắt xanh mỏ đỏ quần áo ăn mặc có chút dở người cười khổ bà trang nghĩ thầm ma mà, mà cũng đua đòi nữa sao đúng là sống không chơi chết đổ đốn mà thấy bà trang có vẻ đã nhận ra mình bà liên cười nịnh nói nhỏ sáng thấy khấn cần gì thì lên báo mộng nên à, nay tôi lên à, có thể gửi cho tôi một chiếc ô tô được không giờ ở dưới đó người ta có hết ô tô rồi tôi xấu hổ không dám đi xe đạp và lướt bộ không ạ à? à cho tôi thêm một căn biệt thự nhé trước đó ông thầy kia suối mà tôi không hiểu giờ mới biết nó đẹp quá trời à cho tôi vài bộ quần áo phải hợp mốt đấy nhé Tiện cắt cho tôi mấy bộ body Để đợt tới tôi đi quẩy với đám bạn ma mới quen Với cả Gửi cho tôi điện thoại iPhone nhé Phải là đời mới nhất Để tôi cho đám dưới đấy lắc mắt chơi À À Sau mỗi lần à Là một đống yêu cầu được đưa ra Bà Trang há hốc mồm Mới chỉ không gặp vài tháng Mà bà Liên đã thay đổi đến chóng mặt Nhưng có thể thấy được cuộc sống của bà dưới đó Vô cùng vui vẻ yêu đời Bà Trang cũng cảm thấy mừng thay cho bà Sau khi dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ xong xuôi Bà Liên mới hài lòng gật gù muốn rời đi Đang dần biến mất Bà Liên bỗng khựng lại Đầu bà xoay ngược 180 độ về phía sau Đôi mắt trợn ngược lên đầy đáng sợ Cái mồm đỏ chóc của bà há rộng ra Gầm lên một tiếng Chết mẹ tôi quên Bà Trang lúc này hồn vía đã lên mây nếu đây không phải là trong mộng Có lẽ bà đã ngất xỉu luôn rồi Này mai nhớ kêu chồng đánh con đề 36 nhé Coi như là tôi trả tiền mua đồ Thế nhá Lần này thì bà ấy mới thực sự biến mất Bỗng bên tai bà Trang nghe thấy tiếng ông Nghĩa Đang lo lắng gọi tên mình Mình ơi Vợ ơi Trang Sao toát hết mồ hôi vậy nè Đừng làm tôi sợ nha mình ơi Bà Trang lúc này mới hoàn hồn Vội bật dậy xoa ngực thở dốc Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Nghĩa, bà Trang than thở. Ôi, chắc cả à, bán nhà đi qua ông ơi. Chứ kéo qua ngày à, tôi bị hồn ma bà liên dọa cho đứng tìm mà chết. À, mà này, chiều mai đi đánh con đề 36 nhá. Lấy tiền mà mua đồ cho bá. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện vừa rồi. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng cũng nói về một ngôi nhà có ma ám tại đà lạt câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây tuyết đi đi lại lại trong phòng thỉnh thoảng lại quay qua nhìn lam đang nằm mềm oặt trên giường cô thở dài bây giờ mày tính như thế nào mãi lâu sau lam mới hé đôi mắt sưng mộng đã trả lời còn tính thế nào được nữa Tuyết bực tức ngồi phịch xuống bên mép giường, giọng đầy đai nghiến. Cái thằng khốn nạn đó, từ bây giờ tao mà gặp ở đâu là tao sẽ đập chết nó ở đó. Thằng khốn nạn trong lời nói của Tuyết chính là Hưng, người yêu của Lam. Hưng và Lam yêu nhau từ năm nhất đại học. Cả hai lên kế hoạch ra trường đi làm một hai năm sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi đi làm được một thời gian, Hưng bỗng đổi tính đổi nét không còn quan tâm lo lắng cho Lam như trước nữa, mà ngày càng lạnh nhạt trông thấy. Giác quan thứ sáu của con gái khá nhạy bén, cho nên Lam ngay lập tức nghi ngờ, Hưng có người khác nhưng cô chẳng có bằng chứng gì. Hôm ấy Lam tăng ca cho đến 8 giờ đêm mới hoàn thành xong công việc. Lúc cô ra khỏi công ty thì gặp trời mưa to như chút nước. Lam cân nhắc một hồi mới mở điện thoại ra gọi cho Hưng Bảo hắn đến đón cô chưa đi giữa trời mưa lớn lại đêm hôm như thế này cô hơi sợ nguy hiểm gọi đến cuộc thứ ba hưng mới nghe máy có gì không em cho em trời mưa lớn quá anh đến đón em được không hưng im lặng một lát mới trả lời anh đang đi bàn hợp đồng với khách hàng bây giờ không tiện công ty cách nhà em có hai cây số em chạy ù một cái là tới ngay ấy mà nghe hưng nói đang đi gặp khách hàng làm cũng không kỳ kèo nữa. Cô mặc áo mưa vào được tranh thủ chạy về nhà trước khi trời mưa lớn hơn. Mấy hôm nay bởi vì liên tục tăng ca nên làm cảm giác trong người không khỏe. Cô không đi thẳng về nhà mà rẽ qua hướng khác tới một cái siêu thị mini để mua ít tranh xả về sông giải cảm. Lúc dừng đèn đỏ, làm lờ đáng nhìn vào quán cà phê nọ. Bất chợt cô nhìn thấy bên trong quán cà phê ấm áp nọ. Hưng, bạn trai của cô đang ngồi cùng một cô gái lạ. Hai người ghé sát đầu vào nhau xem cái gì đó trên điện thoại. Cơ mặt cả hai đều hiện lên về hạnh phúc. Thỉnh thoảng, Hưng còn xoa đầu cô ta một cách chịu mến. Làm xứng người dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ rất lâu. Ai đi ngang qua cũng mắng cô một câu vì không chịu chạy đi cho xe cộ lưu thông. Hôm đó làm về nhà như người mất hồn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi, cô mới gọi điện cho Hưng để hỏi cho rõ cô gái kia là ai. Không ngờ Hưng không giấu giếm gì mà nói. Nếu em đã nhìn thấy rồi thì anh cũng nói thật vậy. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Anh cảm thấy bọn anh khá hợp nhau. Hưng chỉ nói đơn giản một câu như thế cũng đủ hiểu hắn thích người khác và muốn chia tay Lam rồi. Lam là một người kiêu ngạo cho nên không níu kéo. Nhưng thật sự cô rất đau lòng khi tình cảm bao lâu nay của bản thân bị phản bội. Tuyết thấy Lam thất tình thì ngày nào cũng động viên an ủi bạn. Thế nhưng ngoài an ủi ra cô cũng không còn cách nào khác. Tuyết là người chứng kiến Lam và Hưng yêu nhau từ những ngày đầu. Trong lòng cô thầm khen bọn họ đúng là trời sinh một cặp. ấy vậy mà lại có ngày này, thật khiến người ta mất niềm tin và tình yêu. Lam xin nghỉ việc ở nhà 4 năm ngày liền không đến công ty. Thực sự cô cũng không ưng công việc này lắm chẳng qua mới ra trường chưa có cơ hội tìm được chỗ tốt hơn nên làm đại ở đây nhân lúc đang thất tỉnh không muốn xuất hiện trước mặt người khác là muốn xin nghỉ việc cho rồi một bữa nọ tuyết ngồi đàng hoàng trước mặt lam rồi hỏi ê mày muốn làm ăn kinh doanh không kinh doanh cái gì tao cảm thấy đi làm thuê mãi cũng không giàu được ngành học của bọn mình vừa khó xin việc lương lại không cao Tao đang định mở quán cà phê Làm mở to hai mắt Cảm thấy hứng thú Mở quán cà phê à? Được đó Tao cũng chán cảnh đi làm thuê tăng ca tối ngày rồi Giờ độc thân còn làm được chứ mai hồi có con có cái Cứ tăng cả mãi ai sẽ lo cho tụi nó Tuyết vui vẻ Tao đang lên kế hoạch Mày có muốn làm chung với tao không? Tao thì làm được gì? Tuyết cười Kéo làm lại nói những ý tưởng của mình cho Lam nghe. Cô muốn bỏ hết công việc ở đây để lên Đà Lạt lập nghiệp. Đà Lạt là thành phố du lịch, nếu biết cách đầu tư thì các lĩnh vực quán ăn, quán cà phê rất có tiềm năng. Sau khi nghe Tuyết phân tích một hồi, làm tới khá hợp lý, với lại cô mới chia tay người yêu, thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa. Bởi vậy cô đồng ý ngay với đề xuất của Tuyết. Bọn họ là hai cô gái chơi thân với nhau từ thời còn nằm trong nôi, cho nên tin tưởng nhau lắm. Thêm phần cả hai người đều là những cô gái có tâm hồn lãng mạn, cho nên mới quyết định chọn thành phố mộng mơ này làm điểm dừng chân. Nói đến Đà Lạt, ai cũng cảm thấy nó gợi lên một cảm giác buồn man mác rất trữ tình, thích hợp cho các cặp tình nhân làm trốn hẹn hò. Ở Đà Lạt, người ta rất dễ nảy sinh tình cảm, rất dễ thương yêu nhau. Giá thuê nhà ở Đà Lạt khá rẻ, có lẽ chỉ bằng một nửa của Sài Gòn. Hai người bọn họ sau khi tìm kiếm trên Facebook, cuối cùng cũng chọn được một căn nhà rất hợp ý. Ngôi nhà được xây kiểu cổ, cảnh vật xung quanh khá thoáng mát. Còn có một khoảng sân trồng đầy hoa, một mảnh vườn đủ để chạy bạt nướng thịt làm party. Khi vừa nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà, tuyết hét lên ngay. Căn nhà này được nè, lấy đi không người ta thuê mất bây giờ. Hình ảnh mới được đăng tải 8 phút trước, có lẽ còn chưa có ai kịp thuê. Làm nhìn xong cũng thấy vô cùng hài lòng, hơn nữa vị trí của nó không xa trung tâm Đà Lạt bao nhiêu. Cô vội cầm điện thoại lên, bấm số chủ nhà gọi. Alo, anh là anh Khang phải không ạ? À? Người được gọi là Khang trả lời. Ờ à, vâng đúng rồi. Em thấy anh đăng tin cho thuê nhà nguyên căn, em gọi điện cho anh để trao đổi ạ. Người đàn ông kia hồ hởi. À, mọi thông tin anh đều ghi chú trên bài đăng rồi đó. Em có thắc mắc gì thì cứ hỏi thêm. Mất 10 phút trao đổi, cuối cùng Lam và Tuyết cũng chốt được giá cả hợp lý cho ngôi nhà. Bởi vì hai người chưa kịp lên Đà Lạt, nên phải chuyển cho người ta một triệu làm tiền cọc giữ nhà. Sau đó cả hai mới tranh thủ gói ghém hành lý, thu dọn tất cả để đến vùng đất thơ mộng này một tuần sau hai cô gái có mặt tại đà lạt hợp đồng thuê nhà được ký kết nhanh chóng bọn họ dọn đồ đạc vào nhà ngay trong ngày chứ không cần phải ra khách sạn ngủ làm gì cho tốn kém người đàn ông chủ nhà tên khang dặn dò trong quá trình thuê nhà bọn em không được làm hỏng bất cứ đồ đạc gì nếu mà hỏng thì các em phải đền cho anh hoa ngoài sân cũng không được nhộ lên trồng bậy bà hoa đó là do anh trồng theo phong thủy rồi mảnh vườn phía sau anh để chống cho thoáng, đỡ rắn rết mỗi lần. Mấy đứa không được tự ý trồng đo cỏ gì ở phía sau. Nói chung không được tự ý thay đổi, sắp xếp mọi thứ trong ngôi nhà này. Hầu hết các chủ nhà trước khi cho khách thuê đều dặn dò những điều như vậy. Lam và Tuyết nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Mất nguyên một ngày mới dọn dẹp xong nhà cửa. Tuyết đứng dậy vươn vai, lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi quay ra cười với Lam căn nhà này quá ok luôn may mà bọn mình nhanh tay nếu không chắc tiếc lắm lam miệt mài lau bụi trong mấy ngóc ngách trả lời không nhà này thì có nhà khác đà lạt thiếu gì nhà cho thuê tuy ngoài miệng nói vậy nhưng chính lam cũng đồng ý rằng ngôi nhà này quá được nếu bỏ lỡ có lẽ rất đáng tiếc tuyết mở toang cửa ra để khí trời bay vào nhà cô chỉ chỉ ra khoảng sân phía trước để nói Tao thích hoa 10 giờ lắm Vài bữa nữa tao sẽ kiếm dây về trồng một vạt ngoài đó Làm nhìn theo ngón tay tuyết chỉ ra ngoài Ở đó đã có mấy luống hoa cầm tú cầu Huệ Tây chen chúc nhau rồi Cô nhớ tới lời Khang nên dặn Hồi sáng ông Khang nói Ông trồng hoa theo phong thủy rồi Mày đừng có mà lung tung Tuyết biểu môi Sợi Có mấy giây 10 giờ Lão mà nói này nói nọ thì á nhổ bỏ thôi chứ có gì đâu. Với lại một khi cho bọn mình thuê rồi, chỉ cần mỗi tháng trả tiền nhà đúng ngày thì lão chẳng chạy tới đây làm gì đâu. Làm biết không nói lại tuyết đành thở dài. Mày muốn trồng 10 giờ hay 9 giờ cũng được, nhưng mà trồng loại nào đừng có sâu, tao sợ lắm. Lúc trước nhà Lam từng trồng rất nhiều hoa rửa cạn, hoa này có nơi còn được gọi là hoa tứ thời hoa thì rõ là đẹp mà cái giống gì đâu thu hút bướm sâu dễ sợ cô không biết con sâu đó tên là gì nhưng con nào con nấy béo múp míp to bằng ngón tay cái cả người một màu xanh lè sau đó nhà cô phải phá bỏ nguyên vạt hoa ấy đi bây giờ nghĩ lại làm vẫn còn dùng mình gia đình hai người bọn họ có điều kiện kinh tế rất khá cũng đã đồng ý cho bọn họ vay tiền làm ăn cho nên trước mắt cả hai không có quá nhiều thứ phải lo lắng nhưng dù sao nơi này cũng là vùng đất mới cả hai đều chưa rõ đường đi nước bước cho nên trước mắt cả hai dự định sẽ chia nhau ra đi xin làm phục vụ cho các quán cà phê khác nhau để tìm hiểu thị hiếu khách hàng và cách thức hoạt động của họ xem như làm thêm chỉ là phụ học hỏi mới là chính bọn họ là hai cô gái có chí hướng rất lớn cho nên không ngại gian khó mỏi mệt lưu bu cả một ngày cuối cùng cũng hoàn tất xong mọi việc. Căn nhà được bố trí đơn giản nhưng khá ấm cúng. Lúc làm đang còn răng lại cái rèm cửa mới giặt thì tuyết xuống bếp nấu cơm. Hai người bọn họ từ trước tới nay đều phối hợp nhịp nhàng trong công việc, trước ít khi nào tị nạnh nhau. Đã là tháng 10 trời rất mau tối, trời còn đang sáng mới đó mà đã tối sầm. Lam vừa căng lại rèm cửa, vừa nhìn ra bên ngoài. Đèn đường đã được bật cho nên cô nhìn khá rõ mọi thứ ngoài kia. Bạn nãy cô chạy xe ra ngoài, lấy đống rèm cửa này ở tiệm giặt ủi. Khi đi về quên mất khóa cổng, cho nên hiện tại cổng đang mở toang. Làm nghĩ bụng răng rèm xong rồi ra đóng cũng chưa muộn. Chắc nơi này trộm cắp không nhiều như ở Sài Gòn đâu. Thì thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài canh chừng cái xe máy để trong sân theo bản năng. Để thuận tiện cho việc đi lại, cho nên cả Lam và Tuyết đều mang xe máy theo. Lúc liếc đã sân lần thứ tư, làm bóng giật mình khi nhìn thấy có bóng người đứng nép người cổng. Người đó cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào nhà. Làm nhau mắt nhìn xem có phải người quen không. Hai người bọn họ có vài người bạn ở đây, nhưng rõ ràng chưa thông báo với bạn bè việc mình đến đây. Tính một hai ngày nữa mới thông báo cơ, sao lại có người quen đến tìm được. Lam hổ nghi quay lại lấy cái kính trong túi sách ra đeo lên nhìn cho rõ. Cô cận không nặng, chỉ một độ thôi. Nhưng một độ thì nhìn xa cũng nhòe lắm. Nhưng khi đeo kính xong, quay lại nhìn ra cánh cổng thì Lam không còn thấy có ai đứng ở đó nữa. Lúc này tuyết bưng mâm cơm lên, ngạc nhiên nói. Ơ, sao để đeo kính rồi đứng ngẩn người ra thế? Có trai đẹp à? Nói xong Tuyết đặt mâm cơm xuống bàn rồi đi tới nhìn theo hướng Lam vừa nhìn. Làm tháo mắt kính ra trả lời. Bạn nãy tao thấy có người đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong này mới quay lại lấy cái kính để nhìn cho rõ. Thì họ đi mất rồi. Tuyết kêu lên. Chết, coi chừng ăn trộm đấy. Để tao ra khóa cổng lại. Mày uh, dắt xe vào nhà đi. Làm cũng chưa biết tình hình an ninh chỗ này có an toàn hay không cho nên mau chóng đi ra ngoài dắt chiếc xe tay ga vào Còn Tuyết thì tìm ổ khóa, khóa cổng lại Hai đứa con gái ở với nhau cho nên làm gì cũng phải cẩn thận Hai người bọn họ ăn một bữa tối đơn giản Sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm Bởi vì cả ngày dọn nhà, lui dọn nhà tới Ai cũng mỏi dã rồi Căn nhà có đến ba phòng ngủ Hai người dành một phòng làm phòng chứa đồ Còn hai căn phòng ngủ còn lại chia ra Mỗi người một căn Thời tiết Đà Lạt buổi tối vô cùng lạnh. Cả hai cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, không muốn xuống giường. Ở phòng bên kia tuyết đã ngủ say từ bao giờ. Còn bên này, Lam thì vẫn còn chẳng chọc không ngủ được vì lạ nhà. Nằm lăn qua lăn lại một lát, đột nhiên Lam nghe thấy tiếng có cửa vang lên. Cô nhổm người dậy, cảm thấy rất lạ vì hai người bọn cô mới chuyển về đây ngày hôm nay. Nào đã đi xung quanh chào hỏi hàng xóm gì đâu, mà có người gõ cửa giờ này hơn nữa đèn cũng đã tắt ai lại bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người lạ vào giữa đêm điều kỳ lạ hơn là căn nhà này có cổng mà cánh cổng hồi chập tối đã được tuyết tự tay khóa lại sao lại có chuyện ai đó trèo qua cổng để đi tới gõ cửa được làm nín thở nghe ngóng đến khi không nghe thấy âm thanh kia nữa thì mới yên lòng nằm xuống cô tự huyễn hoặc bản thân là mình nghe nhầm mà thôi nhưng vừa nằm xuống tiếng gõ cửa cộc 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 lại vang lên lần nữa âm thanh vang vọng rất có nhịp điệu không hối thúc cũng không chậm chạp hai đứa con gái ở một mình ở chỗ chưa quen thuộc thì cũng hơi sợ lam chần chừ một lát tôi cầm điện thoại lên gọi cho tuyết nhưng chuông đổ hồi lâu vẫn không thấy tuyết bắt máy tiếng gõ cửa thì vẫn cứ vang lên theo nhịp điệu không có ý muốn dừng lại Lúc này trong đầu Lam liên tục hiện lên mấy câu chuyện kinh dị Cô thậm chí còn có cảm giác chỉ cần mình bước chân xuống giường Thì sẽ có quái vật nằm dưới gầm giường túm chân cô Bởi vậy Lam đành nằm im thiên thiết trong chăn Một hồi lâu sau tiếng gõ cửa mới ngừng Nhưng Lam vẫn không yên tâm Cô thấy hơi rợn rợn Toàn tưởng tượng đắc cảnh có người đột nhập vào nhà mình Phải đến gần sáng cô mới chợp mắt được Hậu quả của việc ngủ muộn là sáng hôm sau 10 giờ Lam mới dậy nổi. Lúc cô dậy thì Tuyết đã đi chợ xách một đống đồ ăn thức uống về. Tuyết vừa phết mứt dâu lên bánh mì, vừa nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lam hỏi. Tối qua lại mất ngủ vì lại nhà. Căn bệnh lại nhà của Lam, Tuyết là người biết rõ. Mỗi lần cả hai chuyển nhà hoặc đi du lịch ngủ lại tại khách sạn thì Lam đều chằn chọc mãi không ngủ được. Có lẽ phải mất năm ba ngày nề nếp giấc ngủ của cô mới đi vào quỹ đạo được. Làm ngáp dài một cái, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, ảo não nói. Tối qua mày có nghe thấy gì không? Tuyết vừa nhai bánh mì vừa hỏi ngược lại. Nghe thấy cái gì? Tối qua tao nghe giống như có tiếng có cửa ấy, báo hại tao cả đêm không ngủ được. Tuyết nghe vậy thì nhớ lại mấy cuộc gọi nhớ của Lam đêm qua. Có điều mỗi khi Tuyết ngủ, đều để điện thoại ở chế độ im lặng nên khi đó cô ngủ say như chết không biết gì. Chắc cờ gió thổi thôi, cô đoán. Có một vài cánh cửa khi thi công thợ làm không kỹ, khi có gió lùa vào thì tạo ra âm thanh va đập giống như có người đập cửa. Lam cũng từng ở một căn phòng trọ có loại cửa như vậy rồi. Nhưng mà hôm qua bọn họ đã đi một vòng kiểm tra cửa nào cẩn thận, đâu có cánh cửa nào bị lỗi đâu và lại chỉ có mấy phòng trọ kinh phí thấp mới làm sơ sài. Chứ ngôi nhà này nhìn qua cũng biết chủ nhà xây lên để ở. Sau này có điều kiện mới chuyển sang nơi khác, đem chỗ này cho thuê. Chuyện đó Lam chỉ nói ra rồi cũng không suy nghĩ nhiều. Mặt trời ban ngày ấm áp, khiến nỗi sợ hãi tối qua của cô tan biến gần hết. Ngày hôm đó cả hai cô gái xách xe chạy đi thăm thú Đà Lạt một vòng đây không phải lần đầu tiên họ đặt chân tới nơi này lúc trước khi còn đi học một năm cũng hai ba lần đi tới đây chuyện đó làm chỉ nói ra rồi cũng không suy nghĩ nhiều mặt trời ban ngày ấm áp khiến nỗi sợ hãi tối qua của cô tan biến gần hết ngày hôm đó cả hai cô gái xách xe chạy đi thăm thú đà lạt một vòng đây không phải lần đầu tiên họ đặt chân tới nơi này lúc trước khi còn đi học một năm cũng hai ba lần đi tới đây Cả hai đều rất yêu thích nơi này Buổi tối Hai người cầm hai ly sữa đậu lành nóng Và mấy thứ đồ ăn vặt trở về nhà Trời lạnh đến mức cả hai đều không muốn tắm rửa Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Cả hai mới miễn cưỡng vào phòng tắm Bật nước nóng xối sơ qua người cho có lệ Rồi nhảy lên giường run lập cập Làm nghĩ hôm nay mình đi bộ nhiều như thế Có lẽ tối nay sẽ ngủ ngon lắm đây Trước khi ngủ, cô theo thói quen bật áp đọc truyện lên, kiếm một bộ truyện hài hước đọc giải trí. Phải lăn qua lăn lại tới gần 12 giờ là mới có cảm giác buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, trong khi chuẩn bị chợp mắt thì bỗng dưng trong không gian lại vang lên tiếng cộc cộc cộc, giống y như đêm qua. Làm cố giọng tay lên nghe cho rõ đó là tiếng gió đập vào cửa hay là tiếng gõ cửa. Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống tiếng gõ cửa hơn gió không bao giờ có thể thổi một cách có nhịp điệu như vậy hay là có người biết bọn cô mới chuyển nhà đến nên bày trò trêu đùa trên đời không thiếu kẻ dở hơi cho nên chuyện này có thể xảy ra lắm phòng ngủ của lam là một phòng lồi từ phía cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy cửa chính sau một hồi bị quấy nhiễu lam hơi bực bội bỏ ra khỏi chăn đi đến bên cửa sổ cô hơi hé tấm rèm cửa sổ ra để nhìn về phía cửa chính xem là gió thổi vào cánh cửa hay có người trêu đùa tấm rèm vừa hé ra làm giật mình khi nhìn thấy đứng ngoài cửa chính xác là có người bóng đèn vàng vàng mờ mờ bên hiên nhà khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt người kia nhưng vóc dáng ấy chính xác được của một cô gái làm lại phóng mắt nhìn ra phía cổng cánh cổng ấy vẫn hoàn toàn đóng kín vậy cô gái kia trèo từ ngoài vào sao giữa đêm tối xảy ra chuyện như vậy khiến lam có chút sợ hãi dù sao đi chăng nữa người này một là có vấn đề về thần kinh hai cũng chỉ có thể là có vấn đề về thần kinh lam không dám đi ra mở cửa chất vấn người kia sau hai đêm liên tục đến quấy nhiễu nhà mình cô đi sang phía phòng của tuyết gọi tuyết dậy bọn họ hai cô gái ở chung với nhau nên đều thống nhất sẽ không khóa cửa phòng bởi vì lỡ đâu nằm một mình trong phòng xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao Làm được tay lên gõ cửa gọi Tuyết ơi Tuyết Cô gọi đến ba lần mà không thấy bên trong có động tĩnh gì Bèn tự ý đẩy cửa đi vào Tuyết mỗi khi ngủ là ngủ rất say Chờ có sập xuống cô vẫn có thể ngủ ngon lành Làm đi tới bên giường lay Tuyết Tuyết ơi Tuyết Dậy tao nói cái này Tuyết đang trong cơn mê ngủ, bị lay dậy khiến cô hơi khó chịu bèn gắt lên. "Cái gì vậy? Mấy giờ rồi?" Hôm nay hai người họ hẹn nhau dậy sớm đi đón bình minh, cho nên Tuyết mơ màng nghĩ, chắc bây giờ 5 giờ sáng rồi. Nhưng rõ ràng cô có cảm giác mình mới ngủ được một chút chứ mấy. Làm không trả lời Tuyết mà nói. "Có người gõ cửa nhà mình." Tuyết lúc này đã hơi nhộm người dậy, vì nghĩ là trời đã sáng. Không ngờ lại nghe Lam nói như vậy. Cô hơi khựng người lại nghe ngóng rồi nói. Tao có nghe thấy tiếng gì đâu. Lam khẳng định. Có. Bà nãy tao vén đèm cửa sổ ra. Thấy có người đứng trước cửa nhà mình gõ cửa. Tuyết rủi mắt. Mày có nhìn nhầm không chứ? Trước khi đóng cửa tao khóa cổng rồi mà. Lam gật đầu kiên định. Tao nhìn thấy rõ mà Không tin mày đi với tao Chắc nó chưa đi đâu Tôi kéo chăn ra bước xuống giường Đối với hai cô gái trẻ An toàn là trên hết Nếu có người đến quấy rối Thì phải gọi công an đến tóm cổ Chứ không thể để người xấu liên tục đến quấy nhiễu được Hai người quay trở lại phòng của Lam Làm vén tấm màn cửa sổ Nhìn về phía cửa chính Nhưng mà lúc này cô không còn thấy Có bất kỳ ai đứng ở đó cả Tuyết nhíu mày Làm gì có ai đâu Rõ ràng ban nãy tao thấy có mà Hay là nó bỏ đi rồi Tuyết ngáp dài Ai, Mày không đeo kính nên chắc nhìn nhầm thôi Làm không cảm thấy như vậy Cô bị cận chứ không bị mù Hơn nữa Cô chỉ cận có một độ Mọi sinh hoạt bình thường không cần đeo kính Sao có thể nhìn nhầm được cơ chứ Thế nhưng Tuyết không nghe lời Lam nói Mà nhanh chóng quay về giường ngủ tiếp còn lại một mình làm với bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô không thể tin mình nhìn nhầm được một bóng người đứng lù lù ra như thế nhầm là nhầm thế nào chỉ có thể giải thích là người kia đã bỏ đi rồi thôi nhớ tới tối nay trời có đổ mưa hơn một tiếng đồng hồ có lẽ trên mặt đất sẽ để lại chút vết tích gì đi nghĩ vậy lam vùng khỏi chăn mở cửa đi ra ngoài quan sát bậc thềm cô ngồi xổm xuống bật đèn pin nhìn cho rõ sau đó cau mày lấy làm lạ vì trên bậc thềm không để lại dấu chân nào cho dù ở thành phố khắp nơi đều đổ bê tông và rải nhựa đường nhưng bụi bặm dưới mặt đất không ít đi từ ngoài kia vào thế nào cũng phải để lại dấu chân nhưng bậc thềm nhà cô sạch sẽ như mới làm lắc lắc đầu rồi quay vào nhà bỗng nhiên dư quang mắt cô liếc thấy một thứ gì đó ở phía đằng xa xa theo quán tính làm đưa mắt nhìn về phía đó Cô thoáng giật mình khi thấy đứng đối diện cổng nhà mình, có một bóng người đang nhìn về phía này. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, làm không nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng cô nhận ra trang phục người kia giống với người đã có cửa nhà cô ban nãy. Như vậy chứng minh ban nãy thứ cô nhìn thấy qua cửa sổ là thật, người kia đang rình rập ngôi nhà của cô. Nam vội vàng đi vào nhà khóa chặt cửa lại, không dám nhìn người kia thêm chút nào nữa cô chạy sang phòng tuyết lay tuyết dậy rồi nói tuyết có người nó đứng ngoài cổng nhìn vào kể đứa lúc nãy gõ cửa nhà mình đang đứng bên ngoài nhìn vào tuyết lần thứ hai bị làm phiền trong đêm nên có chút hơi bực bội cô cằn nhằn khóa kín cửa rồi ngủ thôi nhà này à, tao kiểm tra kỹ rồi không dễ cạy cửa đâu tuyết là con sâu mê ăn mê ngủ sau khi nói xong câu đó thì kéo chăn trùm kín đầu không ló mặt ra nữa. làm kéo chăn cô xuống mấy lần mà không được, đành bất lực quay về phòng. nằm trong chăn cô thầm nghĩ lời tuyết nói cũng có lý. nhà này cô đã gọi người thay đồng loạt toàn bộ khóa cửa. hơn nữa cửa nào cũng rất chắc chắn, người ngoài sẽ không dễ gì đột nhập vào đâu. nghĩ vậy cô mới hơi yên tâm dỗ dành giấc ngủ. từ lúc đó làm không còn nghe thấy tiếng có cửa nữa. Cô ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Bởi vì Lam ngủ trễ cho nên sáng hôm sau, Tuyết đành phải đi ngắm bình minh một mình. Sau đó Lê La ở tận đầu tận đâu mà đến khi Lam tỉnh giấc cô vẫn chưa về. Lam tìm được trong tủ lạnh mấy quả trứng. Cô chiên lên ăn cùng bánh mì và một ly sữa nóng cho ấm bụng. Rồi ngồi trên sofa bấm điện thoại giết thời gian chờ Tuyết về. Ngày mai bọn họ mới chính thức chia nhau ra đi xin làm phục vụ ở mấy quán cà phê nơi này. Hôm nay nghỉ ngơi xả hơi một ngày đã. Lúc còn đang xem một đoạn phim hài, làm bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cô tắt âm thanh của điện thoại đi, giọng tay lên nghe cho rõ. Đúng là có tiếng nước chảy thật, Lâm lẩm bẩm chửi một câu trong miệng rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Cô nhớ ban nãy rửa mặt xong mình đã khóa kỹ vòi nước rồi cơ mà. Nhưng khi đặt chân vào phòng tắm, Lan hơi ngạc nhiên vì sàn nhà tắm lẫn bồn rửa tay đều khô ráo. Rõ ràng ban nãy cô nghe thấy tiếng nước chảy cơ mà. Chẳng lẽ cô nghe nhầm? Làm nghi ngờ chính mình. Ngày hôm nay trôi qua rất dài với Lam. Tuyết nhắn tin nói buổi sáng đã theo chân đoàn du lịch kia chạy xuống Đức Trọng chơi. Tối mới quay về. Tuyết là người năng động, hiếm khi nào chịu ngồi im một chỗ. Lam thì không năng động được như cô. Khoảng thời gian rảnh, Lam thích ngồi nhà đọc sách hơn đi đây đi đó. Tính cách hai người bọn họ giống như bù trừ cho nhau vậy. Buổi chiều, Lam ra đường mua đại cái thứ gì đó cho bữa tối. Ăn có một mình nên cô cũng lười nấu. Hơn 7 giờ tối, Tuyết đem theo một đống đặc sản quay trở về. Cô tiếu tít kể cho Lam nghe mấy chuyện hôm nay gặp phải. Phải nói Tuyết là người mang năng lượng rất tích cực. Cho nên kể đến đâu Làm cũng đều ôm bụng cười ha ha đến đó Mọi buồn chán trong ngày Đều biến mất sạch Đến 9 giờ tối Cả hai mới tách nhau ra Ai về phòng nấy ngủ sớm Để mai đi xin việc Hôm nay khó có được Khi Lam ngủ say như thế này Cô chỉ mới đặt mình xuống Chưa được nửa tiếng đồng hồ đã ngủ rồi Đây là một chuyện lạ Bởi vì bình thường cô phải mất gần cả tuần Mới quen được với chỗ ở mới Tới nửa đêm, làm đang say giấc thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa. Hồi ở Sài Gòn, căn nhà cô thuê thường xuyên có người đến chơi, cho nên bây giờ trong cơn ngái ngủ, làm quên mất mình đang ở Đà Lạt. Không nhận ra mình chưa báo cho ai biết mình đang ở đây để họ ghé qua chơi. Lúc làm đẩy cửa ra, một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình sực tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ mình hành động theo quán tính. Cô nhìn quanh không thấy bóng dáng người nào. Cô hết hồn đóng sầm cửa lại, chạy vào phòng ngủ. Chui vào trong chăn rồi mà chống ngực vẫn còn đập thình thịch. Cô không rõ mình nằm mơ hay là bị mộng du. Sáng hôm sau, Lam và Tuyết chia nhau ra mỗi người đi một nơi phỏng vấn xin việc. Bởi vì ngoại hình của hai người bọn họ đều rất cao ráo dễ nhìn, lại thêm không yêu cầu đòi hỏi mức lương quá cao, nên cả hai đều nhanh chóng được nhận. Như đã nói bọn họ chủ yếu xin việc để kiếm kinh nghiệm thôi, chứ không phải đi làm để trang trải cuộc sống. Vì vốn dĩ gia đình hai người đều có điều kiện. Công việc của hai người có giờ giấc khác nhau. Làm làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Còn Tuyết thì làm từ 1 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Sở dĩ bọn họ làm hai khung giờ là để thu nhập thị hiếu của khách hàng ở mỗi khung giờ mà thôi. Phỏng vấn xong hôm sau bọn họ được đi làm ngay. Thường thì nhân viên phục vụ ở quán ăn hay nhà hàng đều nhanh chóng được nhận vào làm việc chứ không phải chờ việc từ một tuần đến một tháng như nhân viên văn phòng. Ngày đầu công việc kết thúc trong thuận lợi. Quán cà phê Lam làm có phục vụ đồ ăn sáng cho nên buổi sáng khá đông khách. Còn tới trưa thì vắng rồi. Các nhân viên chủ yếu đứng tụ năm tụ ba tám chuyện với nhau hai giờ chiều lam tan ca trở về căn nhà mới thuê ngay khi cánh cửa vừa mở ra một luồng khí lạnh như băng từ trong nhà tràn ra bao phủ lấy lam cô hơi rùng mình một cái mặc dù không khí lạnh ở đà lạt là một chuyện rất bình thường nhưng hơi lạnh từ trong nhà phả ra thì hơi lạ trong khi chỗ này không có máy lạnh lam cũng không để ý lắm cô cất túi sách thay quần áo mặc ở nhà rồi ra phòng khách ngồi lướt điện thoại Trời về chiều hơi âm u, Lam từ ngồi chuyển thành nằm trên sofa. Cô lười biếng phủ chăn lên người cho ấm, rồi từ từ ngủ quên từ khi nào. Không biết qua bao lâu đột nhiên cô nghe trong phòng ngủ có tiếng động lạch cạch. Lam bừng tỉnh đi vào phòng xem có chuyện gì. Có phải có con mèo hoang nào vào phòng cô làm rơi vỡ đồ đạc không? Nhưng trong phòng chẳng tìm được gì cả. Đồ đạc cũng nằm ngay ngắn ở vị trí của nó. Lam hơi ngạc nhiên cảm thấy chắc mình nghe nhầm rồi cô lại tiếp tục đi ra phòng khách đến khi trời tối hẳn lam mới vào bếp nấu ăn tuyết đi làm khuya mới về nên lam ăn trước ăn xong thì đi tắm rồi leo lên giường ngủ chín rưỡi tuyết mới đi làm về lúc đó lam đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ cô mơ hồ cảm nhận được tuyết đi ngang qua ngang lại trong phòng mình chắc tuyết tìm vài thứ đồ linh tinh nên cô cũng không quan tâm cho lắm hôm nay tuyết rất lạ thậm chí sau một lát lục lọi còn lên giường nằm chung với lam lam cũng không có ý kiến gì lúc này cô buồn ngủ quá rồi cho nên mặc kệ tuyết muốn làm gì thì làm chính mình đắp chăn ngủ ngon lành sáng hôm sau lam dậy sớm chuẩn bị đi làm lúc cô rời khỏi giường thì thấy chỗ nằm lạnh tanh không có ai nằm bên cạnh mình cả cô hơi nhíu mày nghĩ ngợi rõ ràng tối qua tuyết nằm ngủ cùng cô cơ mà Lẽ nào là do nửa đêm cô ngáy lớn hoặc nói mớ gì đó nên tuyết bỏ về phòng rồi. Làm biết khi ngủ mình có nhiều tật xấu cho nên cô cứ đinh ninh như vậy. Hôm đó bọn họ người trước người sau đi làm như bình thường. Buổi chiều Lam ngủ nhiều nên tối cô cứ nằm trên sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại hoài mà chưa thấy buồn ngủ. Cho đến khi Tuyết đi làm về mà hai mắt cô vẫn mở thao láo. Tuyết vừa đi vào nhà vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Trời ơi, lạnh quá đi mất, sương mù lại xuống nữa rồi. Lam nhìn ra ngoài trời thấy đúng là bên ngoài sương mù răng khắp nơi. Từ trong nhà ra tới cổng mà không nhìn thấy thứ gì cả. Lam đi vào bếp rót nước ấm cho tuyết uống để trừ khí lạnh, rồi nói. Hay là mày xin sang làm ca sáng đi, chứ đi đêm hôm như thế này nguy hiểm lắm. Tuyết cởi lớp áo khoác ngoài dính đầy xương lạnh treo lên cái móc rồi đón lấy ly nước ấm từ tay Lam. Kệ, đang thăm dò thị trường mà, công việc tạm thời chưa có làm luôn đâu. Lam chỉ tặc lưỡi chứ không nói thêm điều gì, vì cô biết ý Tuyết đã quyết thì nhất định sẽ không vì điều gì mà thay đổi. Tuyết uống vài hớp nước cho ấm người rồi bắt đầu kể chuyện lung tung ở chỗ làm. Kệ mày nghe, này quán tao có ông khách lạ lắm, Thằng trả dắt bạn gái vào quán Hỏi con nhỏ muốn uống gì Con nhỏ nói muốn uống sinh tố kiwi Cái ông nói thôi Kiwi mắc lắm Uống bạc xỉu đi Lúc đó con nhỏ hơi ngượng ngượng với tao rồi Nó cũng đồng ý gọi bạc xỉu cho rẻ Xong đến lúc tính tiền Tổng cộng hết có 48 ngàn hả Mà thằng trả đòi cưa đôi Con nhỏ đó nó rút ra tờ 50 ngàn Đưa cho tao xong quay người đi thẳng một mạch luôn Nó trả hết chứ không thèm cơ đôi Với thằng cha kia Tao tưởng như vậy là hết chuyện rồi Ai dè chả quay qua tao nói Em Còn thừa 2 ngàn thối lại cho anh đi Lúc đó tao mắt chữ A à mồm chữ O luôn Sau đó tao đem tiền với hóa đơn và quầy thanh toán Tao cố ý kéo dài thời gian dễ đến 3-4 phút đấy Vậy mà thằng cha kia vẫn nán lại để lấy 2 ngàn tiền thừa Tao nghĩ chắc chuyến đó về ông với con nhỏ kia Không qua lại với nhau nữa đâu Đàn ông gì mà keo kiệt quá mức làm nghe Tuyết kể, tuy không hào hứng với câu chuyện này lắm, bởi vì cứ nhắc đến đàn ông và hẹn hò yêu đương cô lại nhớ tới Hưng. Bởi vậy cô chỉ trả lời đại. Ừ, đàn ông như vậy ai lấy về sẽ khổ. Có một ly nước cũng không mời được đối tượng hẹn hò thì sau này lấy cái gì lo cho người ta. Tao mà là con nhỏ đó, tao cũng tự trả tiền rồi bỏ về. Tuyết tiếp tục kể lung tung chuyện trong quán. Tới khi hết chuyện để kể rồi, Lam mới dục. Trễ rồi, vào tắm đi rồi còn đi ngủ sớm. Tuyết sau khi tắm đủ thứ chuyện xong cũng ngáp dài nói. Ờ, tao cũng buồn ngủ rồi. Trước khi đứng dậy về phòng ngủ, làm chợt nhớ bèn hỏi. Tối qua tao ngáy to lắm hay sao mà mày bỏ về phòng vậy? Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên. <laughs> mày ngáy hay không sao tao biết được cái con này? Làm ngạc nhiên. Ủa, không phải tối qua đang ngủ với tao thì mày bỏ về phòng à sáng dậy tao chẳng thấy mày đâu nữa tuyết cãi lại mày mớ ngủ à tao sang phòng mày bao giờ cái nết ngủ của mày xấu như vậy ai mà thèm ngủ chung làm nhíu mày mày thật sự không qua ngủ cùng tao á không mà sao thế làm ngẫm nghĩ lại một chút để nói tối qua tao lơ mơ thấy hình như mày lượn qua lượn lại trong phòng tao sau đó nằm xuống ngủ cùng tao cơ mà." Tuyết bật cười. cười. "Mày nằm mơ à? Chắc là mày nằm mơ thật rồi đấy." Nếu Tuyết đã nói như vậy, làm cũng nghĩ là mình đã nằm mơ. Cô gái gãi đầu rồi đi về phía phòng ngủ. Bên này Tuyết cũng vào phòng tắm bật nước nóng lên. Đêm đó làm ngủ không ngon, trong giấc mơ cô cứ nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp lắm, vừa xa vừa gần. Lúc thì như tiếng người cãi vã bên cạnh tai, lúc thì lại nghe tiếng khóc ở phía xa xa. Hình ảnh này có đôi chút quen thuộc, tự như tiếng cãi vã trong các gia đình. Nói đâu xa chính ba mẹ cô cũng thường hay có những cuộc cãi nhau như thế này. Sau tiếng cãi nhau là tiếng con nít khóc, có vẻ như nó sợ khi nghe thấy tiếng cha mẹ mình cãi nhau như thế. Làm cứ mê mê tỉnh tỉnh như vậy tới sáng. Bởi vì 6 giờ sáng phải có mặt tại chỗ làm nên chưa tới năm rưỡi cô đã dậy. Làm bật nước nóng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc quần áo ấm áp chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên Lam nhìn thấy có một cái bóng đứng ở bên hiên nhà mình. Nhìn qua rất giống cái bóng của một đứa con nít. Lam khựng lại nhìn qua, cô nghĩ. Quái lạ, sao lại có con nít đứng ở đây? Giờ này con cái nhà ai lại đi ra đường? Trời lúc này khá sáng rồi, làm đi vòng qua bên hiên để xem con cái nhà ai đi lạc vào đây. Nhưng khi cô đi đến bên mái hiên thì không còn thấy ai đứng ở đó nữa. Đứa nhỏ có lẽ đã trôi qua hàng rào đi mất tiêu rồi. Cũng gần sát giờ làm nên Lam không quan tâm tới cái bóng đó nữa. Cô khóa cổng cẩn thận rồi nổ máy xe chạy đến chỗ làm. Hiện tại chuyện Lam và Tuyết lên Đà Lạt lập nghiệp cũng đã có vài người biết bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin hỏi thăm, làm tới khá phiền nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời hết tất cả các tin nhắn. Lúc còn đang trả lời tin nhắn của bạn, bỗng nhiên có một số điện thoại lại nhắn tin cho Lam với nội dung: em khỏe không? Lam không biết là ai bèn trả lời: ai vậy? người kia nhắn. nghe nói em lên Đà Lạt rồi hả? À? Anh Hưng đây đọc thấy cái tên này chống ngực lam đập thình thịch đây chẳng phải là người yêu cũ cô mới chia tay tháng trước sao sao bỗng dưng bây giờ lại nhắn tin cho cô chẳng phải hắn đang vui vẻ bên người yêu mới rồi sao từ khi chia tay lam đã chặn tất cả tài khoản liên lạc của hưng nên hắn mới phải dùng số lại nhắn cho cô lúc nhận được tin nhắn này lam không làm gì khác ngoài kéo nó vào danh sách đen chứ không thèm trả lời mặc dù cô vẫn còn buồn sau cuộc tình đổ vỡ nhưng như vậy không có nghĩa cô còn muốn dây dưa với hắn người đã phản bội cô tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội để tiếp tục làm phiền mình nam đi làm lâu rồi tuyết mới thức dậy cô làm ca chiều nên muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ căn nhà lặng yên như tờ tuyết kéo rèm ra cho ánh sáng rọi vào phòng lúc vừa buông rèm ra Đột nhiên bên cửa sổ có một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đứng trong sân, khiến tuyết giật mình ôm ngực. Không lẽ nó chui từ ngoài hàng rào vào đây? Tuyết nghi ngờ sau đó vòng qua mở cửa chính ra để hỏi xem nó là con cái nhà ai, sao tự nhiên lại vào nhà cô làm gì. Nhưng khi vừa mở cửa chính đi vòng qua, Tuyết không thấy có đứa trẻ nào đứng ở đó cả. Cô nghĩ chẳng lẽ đứa trẻ kia thấy cô nên sợ bỏ chạy rồi. Đối với trẻ con nghịch ngợm Tuyết cũng không để trong lòng làm gì Hồi nhỏ cô còn nghịch ngợm hơn thế Đừng nói chưa đào vào nhà người khác Mà chọc chó hay bẻ cây bẻ hoa gì Cô cũng đã từng làm Cô đi vào nhà mở tủ lạnh ra Đem đồ ăn cũ hâm nóng lại ăn tạm qua bữa Chưa đến giờ đi làm ngồi cũng buồn Tuyết lấy điện thoại ra lướt Giết thời gian Lúc đang lướt Tự nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con cười từng hồi ở bên ngoài nghĩ là đứa trẻ kia quay lại, Tuyết đi tới bên cửa sổ nhìn ra, lần này cô không thấy ai ở đó cả. Tuyết hơi bực mình nói lớn lên. Đứa nào đó, con cái nhà ai qua đây nghịch ngợm vậy? Không có ai trả lời cô. Tuyết là người hơi nóng tính nên cô cầm cái chổi lông gà đi quanh nhà một vòng. Thật sự nếu có gặp cô cũng không đánh nó đâu, nhưng cô nghĩ mình sẽ dọa nó một trận. Lúc đi ra sau vườn, Tuyết hơi khựng lại khi thấy bóng một cô gái tầm 26-27 tuổi ôm theo một đứa trẻ đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Tuyết đoán chắc là đứa trẻ kia bị mẹ nó gọi về rồi. Cô vội nói. Chị giữ nó cho cẩn thận nhá, đừng để nó qua nhà người khác quậy phá như thế. Cô gái kia vẫn đứng im không đáp lời, Tuyết cũng không thèm nói thêm điều gì. Cô xoay người, đi vào nhà. Lúc ngồi trên sofa rồi, cô vẫn cảm thấy rất lạ Cô gái kia khá kỳ cục, dù gì thì cũng nên xin lỗi một câu chứ. Người trẻ bây giờ không có lịch sự gì cả. Gần 2 giờ chiều, Tuyết rời khỏi nhà để đi làm, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Tuyết vừa đi làm không bao lâu thì Lam trở về. Cô thay quần áo ra, chọn một bộ trang phục thoải mái trong tủ đồ để mặc vào. Cô tính xách xe chạy vòng vòng quanh Đà Lạt mua vài thứ đồ dùng lặt vặt. Nhưng mà quái lạ thật, Chiếc xe bàn nãy còn nổ máy ngon lành Mà sao tự nhiên bây giờ lại chết máy Cô để máy vặn ga hoài Mà không khởi động được Một bà hàng xóm bên cạnh nhìn qua thấy vậy Lớn tiếng nói Xe chết máy à Bị hỏng hay làm sao thế con Bà hàng xóm này Lam đi ra đi vào cũng thấy mấy lần Cô lễ phép nói Con cũng không biết nữa Tự nhiên nó không khởi động được Bà hàng xóm nói vọng vào trong nhà Tùng ơi, đã xem giúp em hàng xóm cái xe đi con. Một lát sau một anh con trai đi từ trong nhà ra nhìn qua bên phía khoảng sân nhà Lam rồi hỏi. Ừ, sao đấy mẹ? Ờ, cái em kia mới thuê nhà ở đây mấy hôm này. Tự nhiên xe nó chết máy. Mày qua xem giúp em nó. Chưa tiệm sửa xe ở mãi trên đầu dốc. Em nó dắt ra đó cực lắm. Anh con trai tên Tùng kia thấy hàng xóm nhà mình là một cô gái xinh đẹp thì hồ hởi Dạ cứ để con Nói xong chạy vào nhà Xách hộp đồ nghề ra Làm mở rộng cổng để mẹ con anh Tùng đi vào Bà hàng xóm cũng nhanh nhẹn Cầm theo cái ghế nhựa sang Vừa nhìn con trai sửa xe Vừa nói chuyện với Lam Cứ gọi cô là cô Hồng Nhà cô ở đây mấy chục năm rồi Ở đây cái gì cô cũng biết Muốn biết gì thì cứ hỏi cô Yên tâm mà giao xe cho thằng Tùng đi Từ lúc 14-15 tuổi Nó đã phụ ba nó sửa xe Tính ra cũng hơn 10 năm rồi Hai năm nay nó ra trường đi dạy học Nên không còn sửa xe nữa Nhưng tài nghệ còn khá lắm Tùng cũng chen vào Em cứ tin tưởng ở anh Làm gái gái đầu hơi ngượng ngùng bắt chuyện Hóa ra anh là giáo viên à Vậy em phải gọi anh là thầy rồi Tùng cười, <cười> Ấy chết Anh có dạy em được ngày nào đâu mà dám nhận là thầy hai người đối đáp vài câu rồi tùng tập trung vào chuyên môn làm kéo cái ghế ngồi sát bà hồng bà hồng là người phụ nữ nội trợ cho nên rất thích nói chuyện trên trời dưới đất bà hỏi lam thế con là người ở đâu tới nhà con ở tây ninh nhưng mà con đi học dưới sài gòn rồi giờ lên đà lạt lập nghiệp ạ à? bà hồng gật gù ờ lên đà lạt cũng được mặc dù làm ăn khó hơn nhưng được cái không khí mát mẻ dễ chịu Sài Gòn đất chặt người đông quá, vậy chưa thẳng khang nó cho uh, cho con thuê cái nhà này bao nhiêu tiền? Làm thật thà, Dạ bọn con thuê 6 triệu một tháng ạ. À? Bà Hồng gật đầu. Giá cả như vậy thì uh, cũng hợp lý. Nhà cửa thằng này cũng khang trang rộng rãi, đi khắp chỗ này cũng khó mà kiếm ra căn nhà nào cho thuê mà được như vậy. Làm cũng nghĩ như thế, cô kiếm chuyện hỏi bà Hồng căn nhà lớn như thế này mà anh Khang không ở, bộ anh có nhà chỗ khác lớn hơn hả cô?" Bà Hồng lắc đầu. "Cô cũng không biết nữa, nghe nó nói dạo này nó thất nghiệp nên chuyển qua ở với bạn, cho thuê căn nhà này để kiếm đồng ra đồng vào." Làm hơi ngạc nhiên, "Ủa, anh ấy chưa có vợ hả cô? Con thấy cũng lớn tuổi rồi mà." Thằng Khang nó có vợ từ lâu rồi. Vợ nó tên là Ngọc Thanh Nhưng mà không biết nửa năm trước Hai vợ chồng cãi vãi nhau chuyện gì Mà vợ nó ôm con bỏ đi Ai cũng không tìm ra Bên công an họ không tìm ra được Tội nghiệp đứa con mới 4 tuổi Mà bị nó ấm đi Không biết bây giờ có được ăn no mặc ấm không nữa Làm nghề vậy thì máu hóng chuyện nổi lên Cô hỏi Vậy chứ từ đó tới giờ không tìm được mẹ con họ hả cô Không lẽ cô ấy cắt đứt liên lạc với người nhà luôn sao ạ à? Bà Hồng thở dài ai, Nó làm gì có người nhà Nó đã trẻ mồ côi Nhưng mà nó đẹp lắm Sau này vào nhà thằng Khang làm thuê Rồi dọn về đây ở chung với nhau luôn Có còn vậy thôi chứ Đã cưới hỏi gì đâu Nhưng nói chung cũng không khác gì vợ chồng Nó sống thật thà lắm Cho nên hàng xóm xung quanh đây ai cũng thương Cái ngày mọi người hay tin nó bỏ đi Ai cũng tưởng thằng Khang nó giỡn Con nhỏ không có người nhà Lại còn vướng con nhỏ cái dại tự nhiên bỏ đi làm gì. Ai ngờ, nó đi hơn nửa năm chưa thích quay về. Bên này bà Hồng và Lam đang nói chuyện về chủ căn nhà thì bên kia Tùng đã khởi động được máy xe. Anh cười. Hình như cái xe này cố ý để anh với em gặp nhau chứ anh kiểm tra thấy nó có hỏng cái gì đâu. Bà Hồng từ ngày đầu nhìn thấy Lam chuyển vào đã thích khuôn mặt thủy mị và dáng đi đứng đắn của cô rồi. Hôm nay mới nói chuyện vài câu thấy cô cũng ngoan ngoãn lễ phép nên càng thích hơn. Bà nói thêm vào. Chắc là cái xe nó cố ý cho hai đứa gặp nhau đấy. Thấy mẹ con bà Hồng hơi trực tiếp nên Lam cũng ngại. Cô chỉ gái đầu cảm ơn rồi tiễn hai mẹ con bà Hồng về. Còn mình thì tiếp tục đi dạo một phòng quanh Đà Lạt xem có gì không để mua về. Ăn tối một mình xong, Lam lên giường nằm rồi ngủ quên mất. Tuyết về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om, cô nghĩ, còn Lam không có nhà hay sao mà nhà cửa tối om vậy? Bình thường Lam luôn để đèn phòng khách, chẳng qua hôm nay ngủ quên nên cô mới không bật đèn. Tuyết mở cổng để dắt xe vào trong nhà, lúc quay ra để khóa cổng lại, bỗng nhiên cô nhìn thấy phía ngoài cổng có hai cái bóng một lớn một nhỏ. Tuyết nhìn kỹ thì phát hiện ra người kia hình như là hai mẹ con sáng nay đứng phía sau vườn thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên trong tuyết hơi nổi ra gà một chút nhưng vẫn hắng giọng hỏi ờ à, Chị tìm ai đó cô gái kia không trả lời cô cũng không xoay người sang chỗ khác tuyết hơi bực mình lẩm bẩm trong miệng đồ điên rồi thẳng tay khóa cổng không thèm quan tâm tới mẹ con người kia nữa vào tới nhà cô bật đèn rồi đi tắm Lúc đang hầm nóng đồ ăn lại thì Lam lúc này đã ngủ no mắt, lục tục đi ra từ phòng ngủ. Tự nhiên tao ngủ quên mất, mày về từ khi nào đó? Tuyết bừng tô cơm ra ghế sofa. Được nửa tiếng rồi, tao làm mày thức giấc à? Làm mở tủ lạnh lấy sữa hâm nóng lên rồi bưng ra lắc đầu. Không, ngủ đủ giấc nên là tự tỉnh thôi. Tuyết vừa ăn vừa nói hình như ở gần đây có người điên hay sao ấy mày lam giật mình người điên ở đâu đã tuyết kể ai mà biết ở đâu ra trưa nay tao thấy có đứa nhỏ chạy lạc vào sân nhà mình đến khi tao đi ra thì thấy hai mẹ con nó đứng cuối vườn nhìn vào tao có hỏi chuyện nhưng cổ không có trả lời tao mới ban nãy thì thấy hai mẹ con đứng ngoài cổng lạnh thế này mà họ ăn mặc mỏng manh lắm không bị tâm thần thì là bị gì Lam chợt nhớ tới câu chuyện bà Hồng kể trưa nay Cô chạy ra ngó nghiêng Khi xác định không còn ai ngoài đó Cô mới quay vào hỏi Hai người đó trông như thế nào? Uhm, người mẹ tầm khoảng 26-27 tuổi Còn đứa nhỏ chắc khoảng 4 tuổi Lam kêu lên Ui, vậy có thể là mẹ con chị Ngọc Thanh đấy Tuyết ủ ủ cả cà Ngọc Thanh á Ngọc Thanh nào? Ngọc Thanh chủ nhà này chứ ai? Nói rồi làm đem chuyện hồi trưa bà Hồng kể lại với Tuyết. Nghe xong Tuyết vỗ chán. Hèn gì khi thấy tao chị ta cứ nhìn tao kiểu kỳ lạ lắm. Chắc sau khi bỏ đi chị ta muốn về nhà nhưng lại sợ nên không dám vào. Làm cũng nhớ tới cô gái gõ cửa nhà mình mấy hôm trước. Ừ, có lẽ là vậy ha. Mấy ngày trước đêm hôm chị ta có tới gõ cửa, chắc là chị ta nghĩ chồng mình còn ở đây, hôm nay ban ngày chắc cả chị ta thấy tụi mình rồi tuyết chợt kêu lên chết có khi nào bà nghi tao là vợ mới của ông khang xong chặn đường đánh ghen tao không lam vì cười. cười mày chỉ được nghĩ vớ vẩn tuyết kéo cửa lại đẩy lam đi vào phòng ngủ thôi đi ngủ đi nếu mai gặp lại tao sẽ hỏi chuyện chị ta cho tử tế Cả đêm Lam cứ thao thức về chuyện của Ngọc Thanh nên cảm thấy hơi khó ngủ. Cô thương cảm cho một cô gái mồ côi, khi giận chồng cũng không có chỗ để đi. Đến khi quay về cũng sợ không dám vào nhà. Cứ như thế tới 2 giờ sáng Lam mới ngủ được. Tới khoảng 4 giờ sáng trời chuyển mưa, tiếng sấm nổ đùng đoàn khiến Lam giật mình thức giấc. Cô mở tròn mắt ra, cô mơ hồ nhớ lại xem tối qua đôi giày phơi ngoài trời đã lấy vào chưa đôi giày đó thuộc hãng nike cô mới đi được vài lần tranh thủ hôm qua có chút nắng nên giặt đem phơi sau đó ngủ quên mất cho nên hình như cô chưa có đem vào nhà trời đét cắt ra cắt thịt nhưng lam cũng đành phải xuống giường đi ra ngoài lấy giày vào giày cô màu trắng nhiễm nước mưa sợ sẽ bị ố màu mất lam vừa mở cửa ra thì chợt giật mình hét ầm lên khi thấy đứng trước cửa nhà mình là một cô gái trẻ. Bên cạnh cô có một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Hai mẹ con đứng run rẩy trong mưa. Từng tia chớp chiếu xuống khiến cho gương mặt hai mẹ con họ hiện màu sắc trắng bệch, đôi môi tím ngắt đáng sợ. Lam vừa sợ vừa thấy tội nghiệp nói: "Chị, chị là Ngọc Thanh phải không ạ?" À? Cô gái kia đứng im một chỗ không nhúc nhích, dường như cô ta đang khóc. Làm cũng là phụ nữ nên nhìn thấy cảnh này tội nghiệp vô cùng. Cô hỏi lại: um, "Chị, chị có phải là Ngọc Thanh không?" Cô gái kia chỉ đứng khóc dưới làn mưa. Làm đêm hôm không dám tiếp xúc quá gần với người lạ, bởi vì danh tính của hai mẹ con kia cô hoàn toàn không biết được, có phải là mẹ con Ngọc Thanh không. Mà cho dù đúng là Ngọc Thanh đi chăng nữa, bọn họ cũng không quen biết nhau. Dựa vào vài lời kể của bà Hồng, cô không thể nào đoán được người ta là người xấu hay tốt. Bởi vậy cô nói. Chị đợi ở đây một lát nhé. Cô đóng cửa lại rồi chạy vào phòng gọi tuyết. Cô muốn mời hai mẹ con kia vào nhà thì cũng phải uh, có tuyết ở bên cạnh cô mới đỡ sợ. Chứ thần gái đêm hôm cho người lạ vào nhà chẳng khác nào dẫn sói vào nhà cả. Tuyết đang ngủ ngon bị lay dậy thì hơi gắt ngủ. Cô cảm ràm gì vậy máy, Tao đang ngủ mà. Hình như mẹ con Ngọc Thanh đang đứng ngoài cửa. Tuyết nghe Lam nói vậy thì lập tức ngồi nhộm dậy. Đều là phụ nữ cho nên Tuyết cũng như Lam. Rất thương cho tình cảnh của Ngọc Thanh. Lam hỏi. Cho mẹ con chị ấy vào nhà được không? Trời đang mưa lạnh lắm. Tuyết gật đầu bước xuống giường. Đành vậy chứ sao? Cho chị ta vào nhà rồi gọi điện cho ông Khang. Chuyện gia đình người ta thì để người ta giải quyết. Nói xong hai cô gái đi ra mở cửa để mời mẹ con hai người kia vào nhà cho ấm. Nhưng khi cửa mở ra lần nữa, bọn họ không thấy có bất kỳ ai đứng trước sân cả. Làm ngạc nhiên. Ủa, ta vừa bảo chị ta đứng đây chờ mà, sao lại bỏ đi không biết, tội nghiệp thằng nhỏ quá. Hai cô gái đứng bên hiên nhà đứng ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy có bất kỳ ai đứng ở đó. cả hai đành thở dài đi vào nhà. có khi nào chị ta bị tâm thần không? Tuyết nghi ngờ. làm nhíu mày. tao cũng không biết nữa. chẳng lẽ trong thời gian bỏ đi chị ta bị trầm cảm, cho nên ảnh hưởng tới thần kinh rồi? cả hai cũng không biết nói gì nữa. làm đem đôi giày ở chỗ thông gió cho mau khô, rồi quay về giường ngủ. Giờ này thì chỉ ngủ được thêm một chút nữa là phải dậy đi làm rồi. Ngoài kia tiếng sấm sét vẫn tiếp tục đi đùng, khiến Lam không thể nào ngủ ngon được. Nhớ tới khuôn mặt tái mét vì lạnh của hai mẹ con Ngọc Thanh, làm thấy thương hại vô cùng. Chiều hôm sau đi làm về, Lam lập tức chạy qua gõ cửa nhà bà Hồng. Bà Hồng ra mở cửa đon đà. Lam hả con, kiếm cô có chuyện gì vậy? lam không vòng bèo mà trả lời cô ơi hôm qua hình như mẹ con chị ngọc thanh về á bà hồng ngạc nhiên mẹ con nó về rồi hả thế đâu rồi lam gái đầu nói à, con cũng không biết có phải là mẹ con chị ngọc thanh không nữa Chưa hôm qua con tuyết cùng nhà với con ấy nhìn thấy chị ấy ôm thằng nhỏ đứng phía sau vườn buổi tối lúc nó đi làm về thì thấy hai mẹ con họ ngoài cổng Tới sáng nay khoảng 4 giờ sáng trời mưa Nên con chạy ra sân lấy đôi giày Thì thấy hai mẹ con chị ấy đứng co ro trong mưa Con mới chạy vào nhà gọi con Tuyết ra Thì mẹ con chị ấy bỏ đi rồi Con đoán là mẹ con chị Ngọc Thanh Chứ ai mà cứ luẩn quẩn quanh ngôi nhà này Chắc chị ấy về tìm anh Khang Nhưng không dám vào nhà Bà Hồng ôm ngực Ôi trời ơi tội nghiệp con nhỏ Sao nó không qua nhà tìm cô không biết Đã vậy trời lạnh như thế này Sao lại để, để thằng nhỏ đứng dưới mưa Hay nó không có tiền thuê nhà nghỉ Lam lắc đầu ừ, Con không biết nữa Không ấy cô gọi cho anh Khang để anh ít đi tìm chị ấy xem Đi nơi khác thì còn sợ không tìm được Chứ ở Đà Lạt nhỏ như thế này Sợ gì tìm không ra Bà Hồng nghe vậy thấy hợp lý Bèn móc điện thoại ra gọi cho Khang chủ nhà Chuông điện thoại reo lên ba hồi mới có người bắt máy Đầu dây bên kia là giọng trầm trầm của Khang. Alo, có chuyện gì không cô? Bà Hồng trả lời. À, Khang hả? Cô Hồng đây. Hôm qua hai con bé thuê nhà mày nhìn thấy vợ mày dắt con về đấy. Mày có tìm nó thì tranh thủ đăng tin tìm đi. Để người dân quanh đây ai nhìn thấy thì báo cho. Bà Hồng mở loa ngoài nên làm nghe được Khang hơi khựng lại một chút. Mãi sau hắn mới lên tiếng ờ um, uh, hai hai con bé thấy vợ con về hả cô vợ con có nói gì không à không vợ mày về một lát xong bỏ đi liền coi đi tìm nó đi con vợ chồng có gì khúc mắc thì đưa nhau về từ từ giải quyết Trừ nó ổn còn dại đi lang thang không ổn còn mày chứ còn ai đâu khang ngậm ở nói uh, dạ để con đăng tin để nhờ mọi người tìm giúp cảm ơn cô nha Nói xong gã cúp máy cái rụt Cả bà Hồng lẫn Lam đều ngạc nhiên Thường thì người ta khi nghe tin vợ con trở về Thì đều sốt sắng hỏi này hỏi nọ no. Nhưng Khang thì dường như không có ý tứ muốn hỏi gì cả Bà Hồng cho mày đoán mò Chẳng lẽ nó chán con Ngọc Thanh rồi Hay là chính nó ngày trước đuổi con nhỏ đi Nên giờ thấy phiền khi con nhỏ quay lại Lam thì không dám đoán mọi ý tứ của người khác Cô chỉ trao đổi với bà Hồng thêm vài câu thì đã về. Buổi chiều cô buồn chán nằm lướt điện thoại, bỗng dưng lại có một số điện thoại lạ nhắn tin đến hỏi thăm cô. Làm đoán là Hưng, dạo gần đây hắn hay làm phiền cô quá, chắc người yêu mới không tốt bằng cô nên mới hay nhắn tin hỏng muốn níu kéo lại. Làm không trả lời mà trực tiếp kéo vào danh sách đen. Những gì đã qua thì cho qua luôn, cô không thèm quay đầu nhìn lại. Hôm sau cả Lam lẫn Tuyết đều nghỉ làm, một tháng bọn họ được nghỉ hai ngày, cho nên cả hai đều chọn ngày nghỉ cùng nhau. Buổi sáng cả hai nằm ngủ nướng tới 9 giờ mới dậy, sau đó thì đổi nón đi quanh nhà, xem chỗ nào có mọc bậy bạ thì nhổ bớt. Tuyết nhìn mảnh vườn nhỏ phía sau lưng nhà, nói Ê, chỗ này mà có cây ổi hay cây mận thì đẹp lắm, như thế này nhìn trống trải quá mày đừng có nói với tao là mày tính trồng cây gì ở đây nha nhà này của người ta chưa không phải nhà mình đâu chồng mà không xin phép coi trường ăn chửi đó tuyết biểu môi mình trồng cho người ta người ta còn mừng nữa chứ ở đó mà chửi làm ngăn lại mày muốn trồng cái gì thì thông báo với ông khang một tiếng ông đồng ý thì trồng không thì thôi đừng tự tiện Ngày đầu mới tới ông đã nói đừng có phá hủy cây cỏ trong vườn được còn gì Người ta kỹ tính lắm đấy Muốn trồng hoa 10 giờ thì tao không có ý kiến Nhưng trồng cây thì không ổn đâu Tuyết xưa giờ luôn thích làm theo ý mình Cho nên chống hai tay vào hông được cười Tao cứ không thích hỏi đấy Ông mà bắt nhổ cây thì lúc đó tao nhổ thôi Nói là làm Buổi chiều Tuyết chạy ra mấy cửa hàng bán cây giống mua một cây ổi về quyết định trồng phía sau vườn. Lam nhìn thấy cũng phải méo mặt chứ không biết nói gì hơn. Tuyết bỏ cây ổi non xuống đất nói. Mày quen bà hàng xóm bên kia phải không? Qua mượn cái xẻng hay cái cuốc để về đào hố trồng đi. Nãy tao tìm một vòng quanh nhà rồi mà không thấy. Làm bất đắc dĩ phải đi qua nhà bà Hồng mượn sáng. Bà Hồng không có nhà, nhưng Tùng thì có. Cô bén lén hỏi hôm nay thầy tùng không đi dạy hay sao mà ở nhà thế này tùng cười khoe hai hàm răng đều tam tắp đừng có gọi anh bằng thầy chiều nay anh không có tiết nên không cần lên trường em sang tìm anh hay tìm mẹ anh đấy em sang mượn cái xẻng để đào đất ạ à? tùng ngạc nhiên ủa em đào đất làm cái gì bọn em tính trồng cây ổi sau vườn nên cần đào cái hố thôi ạ à? Tùng à lên một cái rồi đi vòng ra đằng sau tìm sẻng, anh nói. Để anh đào cho, con gái chân yếu tay mềm bọn em làm sao mà đào được. Nói xong anh hiên ngang đi về phía khu vườn nhỏ của căn nhà thuê này. Tuyết đang ngồi bấm điện thoại xem cách chăm sóc cây non. Thấy có một anh trai cầm sẻng đi đến vội trêu. Ôi, ở đâu ra một anh đẹp trai thế này? Tùng cũng vui vẻ đáp lại. Làm nhặt được đấy. Cả hai đều cười lên vui vẻ như đã từng quen biết nhau. Tuyết nhìn qua cảm thấy hình như Tùng có tình ý với Lam. Nghĩ đến bạn mình vừa thất tình, nếu có người khác đến quan tâm, thì có lẽ sẽ mau quên đi kẻ khốn nạn kia. Vì vậy cô viện cớ đi vào nhà để trả lại không gian cho hai người. Tuyết đi rồi chỉ còn Tùng và Lam ở trong khu vườn. Tùng sắn tay áo nhắm chỗ đất tuyết đánh dấu sẵn mà đào Cây non thì chỉ cần đào cái hố sâu cỡ 15 đến 25 cm là được. Anh vừa đào sâu xuống cỡ 20 cm thì đụng phải một vật. Anh mới moi moi đất ra thì phát hiện nó là một cái túi ni lông. Anh tặc lưỡi. Sao lại chôn túi ni lông sau vườn làm gì không biết. Biết bao giờ mới phân hủy được. Làm cũng đi tới ngó vào xem. Bản thân là giáo viên dạy môn sinh học cho nên tùng không thể nhìn cái cảnh túi bóng bị chôn dưới đất anh liền đào xung quanh để moi lên hơn nữa túi ni lông sẽ khiến rễ cây không đâm sâu xuống đất được đào ra xung quanh tùng mới phát hiện cái túi bóng này hơi lớn và hình như còn đựng quần áo bên trong anh vội lôi cái túi lên cái túi vừa được kéo ra khỏi mặt đất tùng còn đang nhìn cái bọc quần áo cho chưa kịp nhìn xuống bên dưới cái hố thì đã nghe thấy tiếng lam hét lên tiếp theo là cô ngã ngửa ra đất như vừa chứng kiến cái thứ gì đó đáng sợ. Cô lắp bắp. Có, 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 có xác người. Tùng nhìn theo ngón tay của Lam chỉ vào cái hố. Anh cũng giật mình lùi lại một bước. Dưới cái hố, ngay phía dưới bọc quần áo có hai cái đầu lộ ra. Nhìn sơ qua cũng biết đó là một người phụ nữ và một đứa trẻ. Hai cái xác đang trong thời kỳ phân hủy cho nên bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp. Làm sợ đến tái mặt Tùng phải đi đến đỡ cô vào nhà Sau đó thì gọi điện cho công an đến giải quyết Có lẽ bây giờ Tùng đã đoán ra Hai người nằm dưới lớp đất kia Là mẹ con Ngọc Thanh đã mất tích nửa năm Còn hung thủ chắc chắn là Khang Chồng cô Tuyệt nghe cầu được câu mất thì ngồi co do ôm lam Cô thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mình không ở ngoài vườn, nếu không cảnh tượng đó sẽ ám ảnh cô chết mất cũng may cô lì lợm muốn trồng cây nếu không thì không biết khi nào cái xác mới lộ ra có thể khang trở thêm hai ba năm nữa khi cái xác đã phân hủy hoàn toàn chỉ cần nhặt xương trắng lên tìm nơi nào đó vứt đi là được sẽ dễ phi tang hơn xác người mới chết sau khi công an đến kiểm tra và xét nghiệm dna sự thật mới được hé lộ ngày xưa khang yêu thích ngọc thanh nên đem cô về ngôi nhà này sinh sống như vợ chồng nhưng đến khi tình cảm qua đi khang thay lòng đổi dạ thích người khác vì chuyện này khiến hai người xích mích trong một thời gian dài có một lần khang đi qua đêm với người kia khi trở về hai vợ chồng lại cãi nhau trong lúc tức giận khang đã đuổi ngọc thanh đi cả nói bọn họ không có hôn thú không phải là vợ chồng hợp pháp cả có quyền đuổi cô đi để mang người khác về ngọc thanh tất nhiên không chịu từ khi sinh con cô nghe lời khang ở nhà chăm con nên không có công việc, không có thu nhập. Giờ mà ông con đi thì chỉ có chết bờ chết bụi cả hai mẹ con. Vì vậy cô nhất quyết không chịu đi. Không biết cái nhau làm sao chuyển thành xô sát nhau. Trong lúc tức giận Khang cầm cái gạt tàn, đập liên tiếp vào đầu Ngọc Thanh. Đứa còn bốn tuổi thấy cha đánh mẹ thì vừa khóc vừa chạy tới ôm lấy mẹ rồi ăn ngay một cái gạt tàn và so ót. Đợi đến lúc Khang tỉnh táo lại thì mẹ con Ngọc Thanh đã không còn chút hơi thở nào. Gã đóng cửa suy xét nửa ngày mới quyết định chôn xác mẹ con Ngọc Thanh sau nhà, đồng thời gom cả quần áo của mẹ con cô chôn theo để ngụy tạo rằng cô bỏ nhà ra đi. Cho tới gần đây thất nghiệp vài tháng nên gã mới quyết định dọn tới nhà của người tình ở, rồi đem căn nhà này cho thuê để kiếm chút thu nhập. Cả cố ý cho nữ thuê, bởi vì nữ thì không thích đào sới, mà ngay ngày đầu gặp nhau, gã đã dặn trước các cô không được đào bới trồng trọt rồi. Không ngờ Tuyết lại là người ít khi nào nghe theo lời người khác, thế nên sự thật này hôm nay mới có cơ hội được phát hiện ra. Khi Lam và Tuyết được nhìn thấy ảnh thờ của hai mẹ con Ngọc Thanh, cả hai mới khiếp vía nhận ra đây chính là hai mẹ con từng nhiều lần đứng ngoài cửa nhìn vào. Nói như vậy, mấy ngày vừa rồi bọn họ đã gặp ma sao? Hay là chính linh hồn mẹ con cô sai khiến làm cho tuyết đột nhiên nảy ra ý định muốn trồng cây sau vườn ngay chính ở vị trí chôn xác của mẹ con cô sau việc đó lam và tuyết dọn đến khách sạn nghỉ tạm vài ngày trước khi tìm chỗ thuê mới tùng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ bọn họ chuyển đồ giữa anh và lam dường như đã nảy sinh tình cảm quý mến nhau còn khang bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra vụ án có lẽ số phận của gã cũng chấm dứt tại đây người ta đoán chắc là vía gã quá mạnh khiến mẹ con Ngọc Thanh không hiện về dọa gã được. Nhưng luật nhân quả không chờ một ai, kẻ ác độc như gã tất nhiên sẽ nhận lành quả báo. Hai câu chuyện cho buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị thấy hai tập truyện này như thế nào, hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.